Khi nào mà người nào á mà có thường tu pháp thiền, người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn. Nếu như mình có tu tập mà mình muốn đạt tới cái chỗ tốt, cái kết quả tốt á, thì cái bí quyết của nó là gì? Đó là kiên trì sự tinh tấn. Tinh tấn là gì? Là siêng năng, cần mẫn liên tục. Ngược lại với tinh tấn là giải đãi, là lười biếng. Và trong cuộc đời này không có một người nào thành tựu bất cứ việc gì nhờ làm biếng hết. Làm ăn nhỏ, làm ăn lớn, học lớp nhỏ, học lớp lớn không cần biết. Mà người nào muốn thành tựu cái gì thì phải có sự siêng năng. Người tu cũng thế. Nhưng mà cái chữ tinh tấn của nhà Phật á, nó đặc biệt lắm. Vì chữ tinh là gì mà chữ tấn là gì? Chữ tinh á là mình tinh tường, mình rõ rệt cái việc đó. Nhờ mình tinh tường, mình rõ rệt cái việc đó, cho nên mình siêng năng mãi không dừng. Cái đó gọi là tinh tấn. Ví dụ như quý vị biết á, là ngồi thiền á là tâm sẽ định. Biết rõ như vậy đó, ngồi riết là lâu tâm sẽ định. Nhờ biết như vậy cho nên siêng năng ngồi. Mình biết á, đi chùa nghe pháp hàng tuần giúp cho mình rất nhiều trong việc chuyển hóa tâm thức, trong việc mở mang sự hiểu biết, trong việc chuyển những sự hiểu lầm của mình trong Phật pháp. Có thể lâu nay mình hiểu đạo Phật mình hiểu một cách lệch lạc, nhưng mà nhờ nghe pháp bây giờ mình hiểu cho đúng đắn. Cho nên trên cuộc đời này có thể chúng ta hiểu rất nhiều việc, nhưng cái hiểu của mình cẩn thận, nhiều khi mình hiểu lầm, mình hiểu sai. Cho nên chúng ta nghe pháp để làm gì? Để chỉnh lại những cái sai của mình đã hiểu. Mình nghe pháp á, là chúng ta mở được cái tâm mình và nghe được những điều chưa nghe, chỉnh những điều sai quấy. Đó là lợi ích của nghe pháp. Cho nên nhờ biết như vậy cho nên chúng ta không dừng nghỉ sự nghe pháp. Cái gì mình làm mà mình biết, thí dụ như ráng làm ăn sẽ có tiền. Nhờ có tiền cho nên nuôi dưỡng gia đình, làm việc thiện được, cho nên siêng năng đi làm. Thí dụ vậy đó. Người bệnh biết rằng uống thuốc có hợp với cơ thể, bệnh sẽ hết, cho nên siêng uống thuốc, không lười uống thuốc. Vậy thì chữ tinh tấn là một khi chúng ta, vì chúng ta hiểu rõ sự việc cho nên chúng ta siêng, cho nên gọi là tinh tấn. Nhưng mà ngược lại, giải đãi là gì? Chữ giải là sao mà đãi là sao? Khi cái thân này mỏi mệt gọi là giải, và cái tâm của mình nó nghe theo cái thân đó, mệt quá rồi làm chi? Thí dụ vậy. Pháp Hòa nói nhiều khi mình làm việc thiện, nhưng mà có những cái lúc nó bực bội trong cái việc thiện, phiền não nó khởi lên trong khi làm thiện. Phiền não nó khởi lên, nó nói tôi tức cái chỗ này lắm, tôi giận cái anh đó lắm, tôi không thèm làm nữa. Cái thân nó nghe theo, nó nghĩ. Cho nên cái tâm mà khởi, thân nó làm theo. Ngược lại, thân mà khởi, tâm nó làm theo. Một trong hai cái. Bởi vì thường thường con người mình đi tới hành động là do cái tâm nó điều khiển. Đi tới lời nói là do cái tâm nó điều khiển. Và cái tâm nó nói thiện thì cái miệng nó nói thiện. Mà cái tâm nó nghĩ xấu là cái miệng nó nói xấu. Cái tâm nó nghĩ tốt thì cái thân nó làm tốt. Cái tâm nó nghĩ xấu là thân nó làm xấu. Vì vậy cho nên một trong hai cái mà nó lôi mình thì cái nào mà xấu á, thì gọi là giải, mà nghe theo gọi là đãi, gọi là giải đãi. Vậy thì trong cuộc sống mình giải đãi nhiều không? Nhiều lắm. Chân mà tê chút cái thôi nghỉ tụng kinh. Ăn chay mà nó xót ruộng chút cái nghe chắc không có duyên. Nếu mà mình ăn chay mà xót ruột nè, rồi thèm mặn nè, mà mình biết rằng á, thật ra hồi trước kia là cũng do mình tập ăn riết nó mới ghiền chứ. Bây giờ mình tập ăn lại đi. Đặc biệt là cơ thể bây giờ nó đã đến lúc nó bệnh rồi. Đặc biệt á là rượu nè,
thuốc nè, xì ke, ma túy vân vân, những cái đó mình biết nó đã đến lúc chúng ta phải cắt giảm nó đi. Khi mình trẻ, mình khỏe, có thể cái lá phổi mình nó tốt, sức khỏe mình nó tốt, mình lướt được. Nhưng mà những cái khói thuốc đó nó làm cho mình bệnh rồi, giảm đi. Nghe nó một chút, nghe nó, cái phổi nó nói bệnh rồi nghe. Mình nghe nó thì mình sẽ cố gắng mình chữa nó. Cho nên thiền là gì? Thiền là người có khả năng lắng nghe thân tâm của mình. Thí dụ nãy giờ quý vị ngồi, quý vị đau chân, quý vị biết quý vị đau chân là quý vị có thiền rồi đó. Thiền là người có khả năng biết những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, đặc biệt là ở trên thân mình và trong tâm thức của mình. Thân mình bệnh, biết rõ thân mình bệnh. Tâm mình phiền não, biết rõ tâm mình phiền não. Những gì đang xảy ra biết rõ hết. Biết để làm chi? Để chuyển hóa nó. Hay là để làm gì? Để làm cho nó nhẹ nhàng ra. Ví dụ ngồi tê chân. Chà, tê chân quá nha. Đổi cách ngồi. Tê chân mình đổi cách ngồi là thiền rồi. Mình nghe cái thân mình nó không khỏe, thì mình làm sao để cho cái thân mình nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu trở lại. Tại sao tâm mình không làm vậy? Cái tâm mình đang giận ai, sao mình không tìm pháp gì đó mình làm cho cái tâm mình nó dịu lại đi, để nó đừng có giận người đó nữa. Người như vậy đó là người biết thương mình. Tâm mình phiền não mà không tìm cách chữa trị, thân mình bệnh thì biết kiếm thuốc uống, mà tâm bệnh thì không hề tìm thuốc. Mà cái thân này á, cho dù cỡ nào đi nữa, một ngày nào nó sẽ bại hoại, nó sẽ hư hao, vì nó là cái thân vô thường. Có thân là sẽ có sự chuyển biến bệnh tật. Hồi đó mình mới đi chùa, mình mới lớn lên, tâm mình trong sáng với tất cả mọi việc. Nhưng mà do thế thái nhân tình, mình phiền người này, mình giận người kia riết, mình biến thành một người dễ giận, dễ hờn. Đó là một tâm bệnh hoạn. Thì phải tìm cái cách nào chữa nó. Người mà biết chữa mình, đó là người biết tu. Vậy thôi chứ có gì đâu. Tu đâu phải là cạo đầu, chuông mỏ tối ngày mới gọi là tu. Cái đó tốt, không sao. Nhưng mà cái quan trọng nhất là làm sao chúng ta chuyển được cái phiền não ở trong mình. Như vậy cái tu mình nó có kết quả. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn. Tinh tấn mà không có dũng mãnh á, thì tinh tấn không có liên tục. Và thưa đại chúng, là trong lục độ nha, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Tinh tấn á, nó nắm á. Trí tuệ mà không siêng năng cũng không trí tuệ nhiều. Bố thí mà không có tinh tấn, bố thí một chập rồi ngưng. Thấy không? Thiền định mà không có tinh tấn, thiền lát cái ngủ. Cho nên dù cho bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, trong lục độ thì năm cái độ kia phải có tinh tấn. Vì không có tinh tấn thì mấy cái độ kia, mấy cái phương pháp kia nó dừng hết. Ăn chay cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, làm thiện cũng vậy. Không có tinh tấn chúng ta dễ thối lui. Mà trong sự tinh tấn phải có đức kiên trì. Nhà Phật gọi là dũng. Bi trí dũng đó. Bi trí dũng đó. Mà dũng là sức mạnh, là dũng cảm, là dũng lực, là kiên trì. Cho nên đó, quý vị thường niệm danh hiệu Phật Bồ Tát hay Nam Mô Dũng Mãnh Tinh Tấn Phật. Tinh tấn mà phải có dũng mãnh, vượt tất cả những khó khăn. Khi tới đó rồi, đó là sự dũng mãnh. Phong Hòa ví dụ như mình lên Tây Thiên mình tu đi. Mình lên tu cái trời ơi, từ sáng tới chiều không quen. Từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm mà ngồi nửa buổi là ngáp rồi. Tại ở nhà là giờ này là tôi ngủ rồi. Ở nhà là tôi ăn ngày mấy cử rồi, vô đây ngày còn có 3 cử. Rồi tụng kinh rồi ngồi thiền rồi. Chừng bữa một rồi, bắt đầu nó mệt mỏi quá. Ngày hôm sau chùn luôn. Phải ráng sao giống mạnh. Trọn hết 10 ngày tu, trọn 5 ngày tu, 3 ngày tu. Cái đó là giống mạnh. Mà cuộc sống này á,
Việc làm gì nó cũng có khó khăn, mà không vượt được nó thì cái chữ dũng mãnh nó không có đủ. Cho nên người tu thiền á, ngoài cái chuyện là ngồi yên lắng tâm á, chữ thiền là gì? Là người có khả năng nhận biết những gì đang xảy ra là thiền. Ăn, biết mình đang ăn. Ví dụ mình, cái này mặn nha, tôi bị cao máu, ăn giảm lại một chút. Đó, thiền là vậy đó. Mặn thì biết sức khỏe, nghĩ tới sức khỏe mình, cho nên giảm cái đó lại. Quý vị ngồi tụng kinh nó đau chân, nghe nó một chút đi, lên ghế ngồi, không có tội gì hết á. Phật không có rảnh đâu mà bắt cho thưởng cho người nào ngồi dưới đất. Không thích những người ngồi ghế. Mình đau chân mình lên ghế mình ngồi. Mà mình mà không có đau chân mà giả bộ đau chân á, để chi được ngồi ghế giữa lưng. Nếu mà mình đau chân mà mình chịu lên ghế ngồi mà mình vẫn giữ sự tu, Phật thương gấp đôi nữa. Này, cô này tinh tấn nè. À, cho nên trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Tại vì ta bà là gì? Ta bà là cái cõi đời của mình. Mà cái cõi đời này á, được gọi là ta bà là bởi vì nó đầy đủ năm thứ nhiễm ô. Đời sống nhiễm ô gọi là kiếp trược. Cái thấy nhiễm ô gọi là kiến trược. Giận tức với nhau hà rầm gọi là phiền não trược. Rồi chúng sanh giữa người với người cũng chúng sanh trược. Và thậm chí chúng ta tìm những cách nuôi mạng mình cũng không có thanh tịnh, gọi là mạng trược. Đó là năm cái nhiễm ô để kết thành, để được gọi là ta bà. Mà người muốn sống ở cõi ta bà này, chữ ta bà được dịch là kham nhẫn. Ai là member, một being, một nhân, một chúng sanh ở cõi này thì phải có sự kiên nhẫn, phải kham chịu, phải nhẫn nại. Cho nên nó chờ tôi khổ quá. Ai cũng khổ hết, chứ không phải mình khổ đâu. Nhưng mà mỗi người khổ một việc. Mà có nhiều khi người đó sẽ khổ giống mình, nhưng mà không phải lúc này. Ví dụ như một bác lớn tuổi nói trời ơi khổ quá, bây giờ đau chân đau mình quá. Cái mình còn khỏe mà, mình nói bác ơi bác, có ngày con cũng sẽ khổ giống bác, tại bây giờ con chưa tới lúc thôi. Bác nói trời ơi như cháu vậy sướng hen, ăn uống được khỏe mạnh. Dạ con sướng cái khổ của người trẻ khác, và có ngày con sẽ khổ giống bác. Đã là chúng sanh thì mình sẽ khổ giống nhau. Ai cũng sẽ khổ giống nhau. Vì vậy cho nên người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn. Để chi? Bậc trí hưởng niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là cái kết quả cuối cùng của người tu, mà không phải chết mới lên trển. Niết bàn là một trạng thái khi tâm không còn phiền não khổ đau. Đại chúng nhớ nha, niết bàn là trạng thái của tâm, khi tâm không còn phiền não đau khổ là niết bàn. Chứ niết bàn không phải là nơi chốn đợi chết mới lên. Trời ơi tu rụt rã 50 năm để chi? Để mai mốt hưởng. Đâu phải đâu Phật. Đạo Phật á, anh tu một ngày anh an lạc một ngày, anh tu hai ngày anh an lạc hai ngày, anh không tu anh không có an lạc. Giống như bánh thôi, mình ăn một cái mình no một cái, mình ăn hai cái mình no hai cái, mình ăn năm cái mình no năm cái. Chứ hỏi ăn cho thiệt nhiều vô ăn để chi vậy? Để mai mốt làm gì có chuyện ăn bây giờ là ngon bây giờ. Tu ngày nào an lạc ngày đó. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, ví dụ hôm nào mình giận ai đó, cái mình bữa nay mình hết giận rồi, có an lạc không? An lạc liền tức khắc. Mình đang giận người đó mà bây giờ tự nhiên sự hiểu lầm giữa mình với họ hết, cái tâm mình nó đổi một trạng thái khác liền. Hồi nãy cái trạng thái mình thấy họ là mình thấy nguýt, mình thấy họ là mình bực bội, mà sao hồi trước kia mình không có cái đó. Như vậy trước kia mình có niết bàn,
Hôm nay mình giận rồi mình mất niết bàn, rồi bữa nào mình hết hiểu lầm cái mình có niết bàn trở lại. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái niết bàn cho đại chúng nghe vậy đó. Hôm nào á mà mình bị bức bách cần phải đi vệ sinh mà không có chỗ đó, khó chịu lắm đó. Rồi mà dừng được một cái điểm nào mà mình xuống, mình xả được đó, cái giây phút mà nhẹ nhàng trong cơ thể đó, quý vị hiểu được chỗ đó. Nói vậy cho dễ hiểu phải không? Chữ niết bàn á là phiên âm từ tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ niết bàn là diệt độ. Diệt cái gì? Diệt phiền não. Độ cái gì? Độ khổ đau của sống chết. Diệt phiền não, độ sanh tử gọi là niết bàn. Tiếng Phạn là nirvana, mà chữ nơ nghĩa là no, vana là negatives. Whenever you have no negatives in your mind, that's called nirvana. No greed, nirvana. No hate, nirvana. No ignorance, nirvana. Whenever you have no negatives in your mind, that's called nirvana. So do not wait until you died. You touch there. You have to touch nirvana right here and right now. Cái câu thần chú mà chúng ta thường tụng là gì? Bây giờ và ở đây. Không có giờ phút nào khác hết á. Quá khứ thì đã qua, hiện tại thì chưa tới, tương lai thì chưa tới. Chỉ có hiện tại thôi. Quá khứ Pháp Hòa đi quá trời, tương lai chưa biết đi nữa không. Hiện tại là được ở nhà từ tháng 3 tới giờ nè. Enjoy. Cho nên khi mà mình làm cái gì, mình còn cơ hội mình làm nó, mà mình hạnh phúc trong khi mình làm là niết bàn, làm không có khổ. Mà nếu có khổ á, cái đó Phật gọi là khổ thanh, chứ không phải khổ trược. Có nhiều người ta khổ mà người ta khóc, người ta tủi thân, người ta bực bội, cái đó là khổ trược. Còn á, nấu ăn cho con, dọn dẹp cho con, xếp quần áo cho con, khổ chứ, nhưng mà khổ thanh. Cho nên người tu là khổ thanh à. Thức khuya dậy sớm, tổ chức khóa tu, nấu ăn cho đại chúng, cực lắm. Như nãy thầy Đức Tạng nói, ở dưới nấu đổ mồ hôi vậy đó. Mà thầy còn đính chánh nữa, thầy nói đừng nghĩ rằng mồ hôi vô đồ ăn nha. Mình cực khổ mình nấu, thấy người ta đổ mồ hôi, nhưng mà khổ thanh. Tội nghiệp mấy chú Phật tử, trời ơi, làm ở trên Tây Thiên, tuần nào về mình mấy cũng rã rời hết trơn. Mà ở ngoài đường như vậy nè, gió có nhiều chú về cảm bệnh, nhưng mà không có than van, không có khổ gì hết. Cực lắm, khổ lắm, nhưng mà khổ thanh. Cho nên khi nào chúng ta làm gì cực, nhưng mà mình hiểu rằng cái cực này là cho đại chúng, cho mọi người, trong đó có người thân mình. Ví dụ làm cho người thân mình đâu khổ. Nấu ăn cho con không có khổ. Dọn dẹp cho gia đình không có khổ. Cho nên mình làm việc gì cho ai đó mà mình hạnh phúc. Quý vị biết Pháp Hòa cũng mệt lắm chứ đâu phải không. Nhưng mà nhiều lúc đó, để cho nó chuyển hóa được cái đó, vượt được cái đó và suy nghĩ. Ngày tháng mình làm Phật sự không còn bao lâu nữa. Nếu mà Pháp Hòa trở lại 30 tuổi, Pháp Hòa còn có nhiều việc Pháp Hòa muốn làm nữa, có nhiều kinh Pháp Hòa muốn nói nữa. Nhưng bây giờ mình nghĩ tới, mình cũng gần 50 tuổi, nhưng mà sức khỏe là nó giảm nhiều lắm, tự mình biết. Và mỗi khi như vậy Pháp Hòa nghĩ rằng ngày tháng Pháp Hòa làm Phật sự không còn lâu. Cho nên những gì Pháp Hòa muốn làm mà có thể làm, Pháp Hòa sẽ cố gắng. Cho nên cũng khổ, nhưng mà khổ thanh chứ không khổ trược. Vì lúc nào cũng nghĩ rằng không còn bao nhiêu ngày tháng để làm nữa. Bây giờ 50 tuổi rồi, vì mình đâu biết mình sống được tới đâu. Có thể Phật sự mình cũng đang dở dang, cũng không chừng. Cho nên những gì Pháp Hòa muốn nói với các thầy
muốn truyền đạt lại cho các thầy. Giây phút nào có được nói và truyền. Mà Pháp Hòa sẽ rất vui khi thấy đệ tử mình có thể tiếp nối được mình trong những công việc một phần nào thôi. Rồi bên cạnh đó phải nhờ sự hộ trì của các Phật tử. Nếu mà các vị tiếp tục hộ trì cho các thầy như là các vị hộ trì cho Pháp Hòa vậy, cho đến khi nào, coi như mình cùng làm đến khi nào mình hết sức. Bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng. Cái vô thượng an lạc của đời mình là gì biết không? Không phải nhà cao cửa rộng, không phải ăn ngon mặc đẹp, mà khi tâm hồn không có khổ đau. Quý vị nào chưa có kinh nghiệm đó, rồi khi nào trong một lúc nào trong cuộc đời mình rơi vào cái lúc lo lắng khổ đau gì đó, gia đình tình cảm gì đó, mà nếu mà mọi việc nó giải quyết được hết, mà quý vị sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhõm, sự an lạc. Có lúc đó tiền không làm gì được hết, nhà cao cửa rộng không làm gì được hết, và cái lúc đó mà cái đời sống của chúng ta giữa con người với con người, giống như hôm nào mà tổ chức một khóa tu hay một sự việc gì đó mà mọi việc đi tới kết quả tốt đẹp của ngày hôm đó, một khóa tu đó nhẹ nhàng. Vì trước khi mình làm là mình đủ thứ sắp xếp, nhưng mà làm rồi, xong việc rồi, đâu vào đó hết. Trong lòng rất là nhẹ nhõm. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng. Vô thượng là không có cái gì hơn đó, không có cái gì trên nó, chính là sự an lạc của nội tâm. Đó là câu kinh thứ 23 trong Pháp Cú. Phẩm không buông lung. Vì mình không có buông lung, phóng túng, dễ vui, mà mình luôn trú tâm vào sự tu tập, kiên trì sự tinh tấn, thì mình sẽ đi tới kết quả tốt. Trước khi dứt, Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện trong kinh Bách Dụ. Trong kinh Bách Dụ, Đức Phật kể có một nhóm mấy em nhỏ, nó có công việc, nó phải đi tới một cái nơi đó. Thì trên đường đi á, nó thấy bên này có hát xiệc, circus. Nó ghé vô nó coi đâu 5-10 phút. Cái nó nhớ trực lại, cái nó đi khúc, cái nó bên này có múa võ, nó tấp vô nó coi. Vậy mà quý vị biết trên đường nó cứ tấp chút, cuối cùng cái chỗ nó muốn tới á, không hề tới được. Đức Phật nói mình cũng vậy. Mình muốn làm việc gì mà mình không có thẳng đường mình đi á, mình cứ ghé gắm chỗ này á, lát nó trễ nải hết à. Nhất là các vị nào mà đã xuất gia rồi, mình cái chí hướng của mình á, là bước một bước tới chân trời cao rộng, thì trên đường mình đi có những nơi mình không nên ghé, vì nó không phải chỗ ghé của mình. Người đời người ta còn ghé vô, người ta còn ngắm nghía gì được chút ít á, còn mình vô đó người ta nhìn chết. Ví dụ như đi ngang cái rạp hát mà thấy hôm nay có gala cười Asia, rồi mình thầy tu mà mặc áo nâu vậy mà đi vô sắp hàng mua vé coi rồi. Mình chưa coi ai hết mà người ta coi mình rồi đó. Ta có mình rồi, ta coi mình rồi đó. Cho nên mình thẳng đường mình đi. Tinh tấn là gì? Là siêng năng, cần mẫn liên tục. Ngược lại với tinh tấn là giải đãi, là lười biếng. Và trong cuộc đời này không có một người nào thành tựu bất cứ việc gì nhờ làm biếng hết. Làm ăn nhỏ, làm ăn lớn, học lớp nhỏ, học lớp lớn không cần biết. Mà người nào muốn thành tựu cái gì thì phải có sự siêng năng. Người tu cũng thế. Nhưng mà cái chữ tinh tấn của nhà Phật á, nó đặc biệt lắm. Vì chữ tinh là gì mà chữ tấn là gì? Chữ tinh á là mình tinh tường, mình rõ rệt cái việc đó.
Nhờ mình tin tưởng, mình rõ rệt cái việc đó, cho nên mình siêng năng mãi không dừng. Cái đó gọi là tinh tấn. Ví dụ như quý vị biết á, là ngồi thiền á, là tâm sẽ định. Biết rõ như vậy đó, ngồi riết là lâu tâm sẽ định. Nhờ biết như vậy cho nên siêng năng ngồi. Mình biết á, đi chùa nghe pháp hàng tuần giúp cho mình rất nhiều trong việc chuyển hóa tâm thức, trong việc mở mang sự hiểu biết, trong việc chuyển những sự hiểu lầm của mình trong Phật pháp. Có thể lâu nay mình hiểu đạo Phật mình hiểu một cách lệch lạc, nhưng mà nhờ nghe pháp bây giờ mình hiểu cho đúng đắn. Cho nên trên cuộc đời này có thể chúng ta hiểu rất nhiều việc, nhưng cái hiểu của mình cẩn thận, nhiều khi mình hiểu lầm, mình hiểu sai. Cho nên chúng ta nghe pháp để làm gì? Để chỉnh lại những cái sai của mình đã hiểu. Mình nghe pháp á, là chúng ta mở được cái tâm mình và nghe được những điều chưa nghe, chỉnh những điều sai quấy. Đó là lợi ích của nghe pháp. Cho nên nhờ biết như vậy cho nên chúng ta không dừng nghỉ sự nghe pháp. Cái gì mình làm mà mình biết, thí dụ như ráng làm ăn sẽ có tiền. Nhờ có tiền cho nên nuôi dưỡng gia đình, làm việc thiện được, cho nên siêng năng đi làm. Thí dụ vậy đó. Người bệnh biết rằng uống thuốc có hợp với cơ thể, bệnh sẽ hết, cho nên siêng uống thuốc, không lười uống thuốc. Vậy thì chữ tinh tấn là một khi chúng ta, vì chúng ta hiểu rõ sự việc cho nên chúng ta siêng, cho nên gọi là tinh tấn. Nhưng mà ngược lại, giải đãi là gì? Chữ giải là sao mà đãi là sao? Khi cái thân này mỏi mệt gọi là giải, và cái tâm của mình nó nghe theo cái thân đó, mệt quá rồi làm chi, thí dụ vậy. Pháp Hòa nói nhiều khi mình làm việc thiện, nhưng mà có những cái lúc nó bực bội trong cái việc thiện, phiền não nó khởi lên trong khi làm thiện. Phiền não nó khởi lên, nó nói tôi tức cái chỗ này lắm, tôi giận cái anh đó lắm, tôi không thèm làm nữa. Cái thân nó nghe theo, nó nghĩ. Cho nên cái tâm mà khởi, thân nó làm theo. Ngược lại, thân mà khởi, tâm nó làm theo. Một trong hai cái. Bởi vì thường thường con người mình đi tới hành động là do cái tâm nó điều khiển. Đi tới lời nói là do cái tâm nó điều khiển. Và cái tâm nó nói thiện thì cái miệng nó nói thiện. Mà cái tâm nó nghĩ xấu là cái miệng nó nói xấu. Cái tâm nó nghĩ tốt thì cái thân nó làm tốt. Cái tâm nó nghĩ xấu là thân nó làm xấu. Vì vậy cho nên một trong hai cái mà nó lôi mình thì cái nào mà xấu á, thì gọi là giải, mà nghe theo gọi là đãi, gọi là giải đãi. Vậy thì trong cuộc sống mình giải đãi nhiều không? Nhiều lắm. Chân mà tê chút cái thôi nghỉ tụng kinh. Ăn chay mà nó xót ruột chút cái nghe chắc không có duyên. Nếu mà mình ăn chay mà xót ruột nè, rồi thèm mặn nè, mà mình biết rằng á, thật ra hồi trước kia là cũng do mình tập ăn riết nó mới ghiền chứ. Bây giờ mình tập ăn lại đi. Đặc biệt là cơ thể bây giờ nó đã đến lúc nó bệnh rồi. Đặc biệt á, là rượu nè, thuốc nè, xì ke, ma túy vân vân. Những cái đó mình biết nó đã đến lúc chúng ta phải cắt giảm nó đi. Khi mình trẻ mình khỏe, có thể cái lá phổi mình nó tốt, sức khỏe mình nó tốt, mình lướt được. Nhưng mà những cái khói thuốc đó nó làm cho mình bệnh rồi, giảm đi. Nghe nó một chút, nghe nó, cái phổi nó nói bệnh rồi nghe. Mình nghe nó thì mình sẽ cố gắng mình chữa nó. Cho nên thiền là gì? Thiền là người có khả năng lắng nghe thân tâm của mình. Thí dụ nãy giờ quý vị ngồi, quý vị đau chân, quý vị biết quý vị đau chân là quý vị có thiền rồi đó. Thiền là người có khả năng biết những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Đặc biệt là ở trên thân mình và trong tâm thức của mình. Thân mình bệnh, biết rõ thân mình bệnh. Tâm mình phiền não, biết rõ tâm mình phiền não. Những gì đang xảy ra biết rõ hết. Biết để làm chi? Để chuyển hóa nó. Hay là để làm gì? Để làm cho nó nhẹ nhàng ra. Ví dụ ngồi tê chân. Chà, tê chân quá nha. Đổi cách ngồi.
Tê chân mình đổi cách ngồi là thiền rồi. Mình nghe cái thân mình nó không khỏe thì mình làm sao để cho cái thân mình nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu trở lại. Tại sao tâm mình không làm vậy? Cái tâm mình đang giận ai, sao mình không tìm pháp gì đó mình làm cho cái tâm mình nó dịu lại đi, để nó đừng có giận người đó nữa. Người như vậy đó là người biết thương mình. Tâm mình phiền não mà không tìm cách chữa trị, thân mình bệnh thì biết kiếm thuốc uống, mà tâm bệnh thì không hề tìm thuốc. Mà cái thân này á, cho dù cỡ nào đi nữa, một ngày nào nó sẽ bại hoại, nó sẽ hư hao, vì nó là cái thân vô thường. Có thân là sẽ có sự chuyển biến bệnh tật. Hồi đó mình mới đi chùa, mình mới lớn lên, tâm mình trong sáng với tất cả mọi việc, nhưng mà do thế thái nhân tình, mình phiền người này, mình giận người kia riết, mình biến thành một người dễ giận, dễ hờn. Đó là một tâm bệnh hoạn. Thì phải tìm cái cách nào chữa nó. Người mà biết chữa mình, đó là người biết tu. Vậy thôi chứ có gì đâu. Tu đâu phải là cạo đầu, chuông mỏ tối ngày mới gọi là tu. Cái đó tốt, không sao. Nhưng mà cái quan trọng nhất là làm sao chúng ta chuyển được cái phiền não ở trong mình. Như vậy cái tu mình nó có kết quả. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn. Tinh tấn mà không có dũng mãnh á, thì tinh tấn không có liên tục. Và thưa đại chúng, là trong lục độ nha, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tinh tấn á, nó nắm á. Trí tuệ mà không siêng năng cũng không trí tuệ nhiều. Bố thí mà không có tinh tấn, bố thí một chập rồi ngưng. Thấy không? Thiền định mà không có tinh tấn, thiền lát cái ngủ. Cho nên dù cho bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, trong lục độ thì năm cái độ kia phải có tinh tấn. Vì không có tinh tấn thì mấy cái độ kia, mấy cái phương pháp kia nó dừng hết. Ăn chay cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, làm thiện cũng vậy. Không có tinh tấn chúng ta dễ thối lui. Mà trong sự tinh tấn phải có đức kiên trì. Nhà Phật gọi là dũng, bi trí dũng đó, bi trí dũng đó. Mà dũng là sức mạnh, là dũng cảm, là dũng lực, là kiên trì. Cho nên quý vị thường niệm danh hiệu Phật Bồ Tát hay Nam Mô Dũng Mãnh Tinh Tấn Phật. Tinh tấn mà phải có dũng mãnh, vượt tất cả những khó khăn. Khi tới đó rồi, đó là sự dũng mãnh. Phong Hòa ví dụ như mình lên Tây Thiên mình tu đi. Rồi mình lên tu cái trời ơi, từ sáng tới chiều không quen. Từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm mà ngồi nửa buổi là ngáp rồi. Tại ở nhà là giờ này là tôi ngủ rồi. Ở nhà là tôi ăn ngày mấy cử rồi, vô đây ngày còn có 3 cử rồi. Rồi tụng kinh rồi ngồi thiền rồi. Chừng bữa một à, bắt đầu nó mệt mỏi quá, ngày hôm sau chùn luôn. Phải ráng sao dũng mãnh. Trọn hết 10 ngày tu, trọn 5 ngày tu, 3 ngày tu. Cái đó là dũng mãnh. Mà cuộc sống này á, việc làm gì nó cũng có khó khăn, mà không vượt được nó thì cái chữ dũng mãnh nó không có đủ. Cho nên người tu thiền á, ngoài cái chuyện là ngồi yên lắng tâm á, chữ thiền là gì? Là người có khả năng nhận biết những gì đang xảy ra là thiền. Ăn, biết mình đang ăn. Ví dụ mình, cái này mặn nha, tôi bị cao máu, ăn giảm lại một chút. Đó, thiền là vậy đó. Mặn thì biết sức khỏe, nghĩ tới sức khỏe mình, cho nên giảm cái đó lại. Quý vị ngồi tụng kinh nó đau chân, nghe nó một chút đi, lên ghế ngồi, không có tội gì hết á. Phật không có rảnh đâu mà bắt cho thưởng cho người nào ngồi dưới đất. Không thích những người ngồi ghế. Mình đau chân mình lên ghế mình ngồi. Mà mình mà không có đau chân mà giả bộ đau chân để chi? Được ngồi ghế giữa lưng. Nếu mà mình đau chân mà mình chịu lên ghế ngồi mà mình vẫn giữ sự tu, Phật thương gấp đôi nữa.
cô này tinh tấn nè. Cho nên trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Tại vì ta bà là gì? Ta bà là cái cõi đời của mình. Mà cái cõi đời này á, được gọi là ta bà là bởi vì nó đầy đủ năm thứ nhiễm ô. Đời sống nhiễm ô gọi là kiếp trược, cái thấy nhiễm ô gọi là kiến trược, giận tức với nhau hà rầm gọi là phiền não trược, rồi chúng sanh giữa người với người cũng chúng sanh trược, và thậm chí chúng ta tìm những cách nuôi mạng mình cũng không có thanh tịnh gọi là mạng trược. Đó là năm cái nhiễm ô để kết thành, để được gọi là ta bà. Mà người muốn sống ở cõi ta bà này, chữ ta bà được dịch là kham nhẫn. Ai là member, một being, một nhân, một chúng sanh ở cõi này thì phải có sự kiên nhẫn, phải kham chịu, phải nhẫn nại. Cho nên nó chờ tôi khổ quá. Ai cũng khổ hết, chứ không phải mình khổ đâu. Nhưng mà mỗi người khổ một việc. Mà có nhiều khi người đó đó sẽ khổ giống mình, nhưng mà không phải lúc này. Ví dụ như một bác lớn tuổi nói trời ơi khổ quá, bây giờ đau chân, đau mình quá. Cái mình còn khỏe mà, mình nói bác ơi bác, có ngày con cũng sẽ khổ giống bác, tại bây giờ con chưa tới lúc thôi. Bác nói trời ơi như cháu vậy sướng ha, ăn uống được khỏe mạnh ha. Dạ con sướng, cái khổ của người trẻ khác, và có ngày con sẽ khổ giống bác. Đã là chúng sanh thì mình sẽ khổ giống nhau, ai cũng sẽ khổ giống nhau. Vì vậy cho nên người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn. Để chi? Bậc trí hưởng niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là cái kết quả cuối cùng của người tu, mà không phải chết mới lên trển. Niết bàn là một trạng thái khi tâm không còn phiền não khổ đau. Đại chúng nhớ nha, niết bàn là trạng thái của tâm khi tâm không còn phiền não đau khổ là niết bàn. Chứ niết bàn không phải là nơi chốn đợi chết mới lên. Trời ơi tu rụt rã 50 năm để chi? Để mai mốt hưởng. Đâu phải đâu Phật. Đạo Phật á, anh tu một ngày anh an lạc một ngày, anh tu hai ngày anh an lạc hai ngày, anh không tu anh không có an lạc. Giống như bánh thôi, mình ăn một cái mình no một cái, mình ăn hai cái mình no hai cái, mình ăn năm cái mình no năm cái. Chứ hỏi ăn cho thiệt nhiều vô ăn để chi vậy? Để mai mốt làm gì có chuyện ăn, bây giờ là ngon bây giờ. Tu ngày nào an lạc ngày đó. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, ví dụ hôm nào mình giận ai đó, cái mình bữa nay mình hết giận rồi, có an lạc không? An lạc liền tức khắc. Mình đang giận người đó mà bây giờ tự nhiên sự hiểu lầm giữa mình với họ hết, cái tâm mình nó đổi một trạng thái khác liền. Hồi nãy cái trạng thái mình thấy họ là mình thấy nguýt, mình thấy họ là mình bực bội, mà sao hồi trước kia mình không có cái đó. Như vậy trước kia mình có niết bàn, hôm nay mình giận rồi mình mất niết bàn. Rồi bữa nào mình hết hiểu lầm cái mình có niết bàn trở lại. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái niết bàn cho đại chúng nghe vậy đó. Hôm nào á mà mình bị bức bách cần phải đi vệ sinh mà không có chỗ đó, khó chịu lắm đó. Rồi mà dừng được một cái điểm nào mà mình xuống, mình xả được đó, cái giây phút mà nhẹ nhàng trong cơ thể đó, quý vị hiểu được chỗ đó. Nói vậy cho dễ hiểu phải không? Chữ niết bàn á là phiên âm từ tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ niết bàn là diệt độ. Diệt cái gì? Diệt phiền não. Độ cái gì? Độ khổ đau của sống chết. Diệt phiền não, độ sanh tử gọi là niết bàn. Tiếng Phạn là nirvana. Mà chữ nơ nghĩa là no, vana là negatives. Whenever you have no negatives in your mind, that's called nirvana.
No greed, nirvana. No hate, nirvana. No ignorance, nirvana. Whenever you have no negatives in your mind, that's called nirvana. So do not wait until you died. You touch there. You have to touch nirvana right here and right now. Cái câu thần chú mà chúng ta thường tụng là gì? Bây giờ và ở đây. Không có giờ phút nào khác hết á. Quá khứ thì đã qua, hiện tại thì chưa tới, tương lai thì chưa tới, chỉ có hiện tại thôi. Quá khứ Pháp Hòa đi quá trời, tương lai chưa biết đi nữa không. Hiện tại là được ở nhà từ tháng 3 tới giờ nè. Enjoy. Cho nên khi mà mình làm cái gì, mình còn cơ hội mình làm đó, mà mình hạnh phúc trong khi mình làm là niết bàn, làm không có khổ. Mà nếu có khổ á, cái đó Phật gọi là khổ thanh, chứ không phải khổ trược. Có nhiều người ta khổ mà người ta khóc, người ta tủi thân, người ta bực bội, cái đó là khổ trược. Còn á, nấu ăn cho con, dọn dẹp cho con, xếp quần áo cho con, khổ chứ, nhưng mà khổ thanh. Cho nên người tu là khổ thanh à. Thức khuya dậy sớm, tổ chức khóa tu, nấu ăn cho đại chúng, cực lắm. Như nãy thầy Đức Tạng nói, ở dưới nấu đổ mồ hôi vậy đó. Mà thầy còn đính chánh nữa, thầy nói đừng nghĩ rằng mồ hôi vô đồ ăn nha. Mình cực khổ mình nấu, thấy người ta đổ mồ hôi, nhưng mà khổ thanh. Tội nghiệp mấy chú Phật tử, trời ơi, làm ở trên Tây Thiên, tuần nào về mình mấy cũng rã rời hết trơn. Mà ở ngoài đường như vậy nè, gió có nhiều chú về cảm bệnh, nhưng mà không có than van, không có khổ gì hết. Cực lắm, khổ lắm, nhưng mà khổ thanh. Cho nên khi nào chúng ta làm gì cực, nhưng mà mình hiểu rằng cái cực này là cho đại chúng, cho mọi người, trong đó có người thân mình. Ví dụ làm cho người thân mình đâu khổ. Nấu ăn cho con không có khổ. Dọn dẹp cho gia đình không có khổ. Cho nên mình làm việc gì cho ai đó mà mình hạnh phúc. Quý vị biết Pháp Hòa cũng mệt lắm chứ đâu phải không. Nhưng mà nhiều lúc đó, để cho nó chuyển hóa được cái đó, vượt được cái đó, Hòa suy nghĩ ngày tháng mình làm Phật sự không còn bao lâu nữa. Nếu vào Pháp Hòa trở lại 30 tuổi, Pháp Hòa còn có nhiều việc Pháp Hòa muốn làm nữa, có nhiều kinh Pháp Hòa muốn nói nữa. Nhưng bây giờ mình nghĩ tới, mình cũng gần 50 tuổi, nhưng mà sức khỏe là nó giảm nhiều lắm, tự mình biết. Và mỗi khi như vậy, Pháp Hòa nghĩ rằng ngày tháng Pháp Hòa làm Phật sự không còn lâu. Cho nên những gì Pháp Hòa muốn làm mà có thể làm, Pháp Hòa sẽ cố gắng. Cho nên cũng khổ, nhưng mà khổ thanh chứ không khổ trược. Vì lúc nào cũng nghĩ rằng không còn bao nhiêu ngày tháng để làm nữa. Giờ 50 tuổi rồi, vì mình đâu biết mình sống được tới đâu. Có thể Phật sự mình cũng đang dở dang, cũng không chừng. Cho nên những gì Pháp Hòa muốn nói với các thầy, muốn truyền đạt lại cho các thầy, giây phút nào có được nói và truyền. Mà Pháp Hòa sẽ rất vui khi thấy đệ tử mình có thể tiếp nối được mình trong những công việc một phần nào thôi. Rồi bên cạnh đó phải nhờ sự hộ trì của các Phật tử. Nếu mà các vị tiếp tục hộ trì cho các thầy như là các vị hộ trì cho Pháp Hòa vậy, cho đến khi nào, coi như mình cùng làm đến khi nào mình hết sức. Bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng. Cái vô thượng an lạc của đời mình là gì biết không? Không phải nhà cao cửa rộng, không phải ăn ngon mặc đẹp, mà khi tâm hồn không có khổ đau. Quý vị nào chưa có kinh nghiệm đó, rồi khi nào trong một lúc nào trong cuộc đời mình rơi vào cái lúc lo lắng, khổ đau gì đó, gia đình, tình cảm gì đó, mà nếu mà mọi việc nó giải quyết được hết, mà
quý vị sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhõm, sự an lạc. Có lúc đó tiền không làm gì được hết, nhà cao cửa rộng không làm gì được hết. Và cái lúc đó mà cái đời sống của chúng ta giữa con người với con người, giống như hôm nào mà tổ chức một khóa tu hay một sự việc gì đó mà mọi việc đi tới kết quả tốt đẹp của ngày hôm đó, một khóa tu đó nhẹ nhàng. Vì trước khi mình làm là mình đủ thứ sắp xếp, nhưng mà làm rồi, xong việc rồi, đâu vào đó hết. Trong lòng rất là nhẹ nhõm. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng. Vô thượng là không có cái gì hơn hết, không có cái gì trên nó, chính là sự an lạc của nội tâm. Đó là câu kinh thứ 23 trong Pháp Cú. Phẩm không buông lung. Vì mình không có buông lung, phóng túng, dễ vui, mà mình luôn trú tâm vào sự tu tập, kiên trì sự tinh tấn, thì mình sẽ đi tới kết quả tốt. Trước khi dứt, Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện trong kinh Bách Dụ. Trong kinh Bách Dụ, Đức Phật kể có một nhóm mấy em nhỏ, nó có công việc, nó phải đi tới một cái nơi đó. Thì trên đường đi á, nó thấy bên này có hát xiếc, circus. Nó ghé vô nó coi đâu 5-10 phút. Cái nó nhớ trực lại, cái nó đi khúc, cái nó bên này có múa võ, nó tấp vô nó coi. Vậy mà quý vị biết trên đường nó cứ tấp một chút, cuối cùng cái chỗ nó muốn tới á, không hề tới được. Đức Phật nói mình cũng vậy. Mình muốn làm việc gì mà mình không có thẳng đường mình đi á, mình cứ ghé gắm chỗ này á, một lát nó trễ nải hết à. Nhất là các vị nào mà đã xuất gia rồi, mình cái chí hướng của mình á, là bước một bước tới chân trời cao rộng, thì trên đường mình đi có những nơi mình không nên ghé, vì nó không phải chỗ ghé của mình. Người đời người ta còn ghé vô, người ta còn ngắm nghía gì được chút ít á, còn mình vô đó người ta nhìn chết. Ví dụ như đi ngang cái rạp hát mà thấy hôm nay có gala cười Asia rồi, mình thầy tu mà mặc áo nâu vậy mà đi vô sắp hàng mua vé coi rồi, ta chưa, mình chưa coi ai hết mà người ta coi mình rồi đó. Ta có mình rồi, ta coi mình rồi đó. Cho nên mình thẳng đường mình đi. Thì hôm nay câu kinh đó Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Chúc đại chúng an lạc, vui vẻ. Và chúng ta còn lại một ngày rưỡi nữa, coi như ngày nữa đi, chiều nay ở trên Tây Thiên, cũng như nửa ngày của ngày mai. Thì quý vị nào ngày mai khỏe rảnh thì mời ra Tây Thiên thăm, cũng như là dự nửa ngày tu học. Buổi trưa là xong rồi. Thường thường người ta nói đi chùa lại sám hối, tụng kinh sám hối. Vậy thì nó có giá trị gì, nó có cái lợi ích gì mà mình phải sám hối? Thì ở trong Thủy Sám giải thích như thế này: sám hối vốn là từ bỏ quá khứ, tu tỉnh tương lai, triệt hạ điều ác, xây dựng điều lành. Đó là cái mục đích và cái ý của sám hối. Tại vì mình có những cái quá khứ nó không lành, có những cái quá khứ nó không hay, cho nên bây giờ mình từ bỏ. Từ bỏ đây không phải là mình chối bỏ nó, không phải là mình chạy trốn nó, mà có nghĩa là chúng ta không nhớ tới nó để nó làm khổ mình. Mà nếu có nhớ tới nó để mà ăn năn á, thì cái đó gọi là tu tỉnh cái tương lai. Không, tại vì có nhiều khi á, mình nhớ cái quá khứ mình làm cái đó, nhưng mà mình cứ bồn chồn, mình không vui, mình không có làm gì cho tương lai hết. Cho nên trong này nói sám hối nghĩa là từ bỏ quá khứ, tu tỉnh tương lai. Tức là những cái gì đã qua thì mình cho nó qua, và bây giờ cái quan trọng là làm gì? Mình phải xây dựng cái tương lai. Cũng giống như Pháp Hòa nói, vợ chồng có những cái lỗi lầm với nhau, thì nếu cái người kia ăn năn hối hận thì mình đừng có nhắc lại cái chuyện cũ. Mình phải bỏ qua những cái quá khứ
bây giờ phải cùng hướng đến để mà xây dựng cái tương lai. Có nhiều khi mình có một cái tật là mình nhớ cái quá khứ, chuyện gì cũ nói hoài. Giống như có nhiều cha mẹ đó, con làm lỗi cái gì mà mỗi lần mà giận lên là bắt đầu đem hết chuyện đời xưa ra kể tiếp. Thì con nghe cũng khổ lắm, mệt lắm. Và sám hối vốn là từ bỏ quá khứ, tu tỉnh tương lai. Mình muốn xây dựng cái tương lai thì mình phải nhớ cái quá khứ mình làm gì, và bây giờ mình phải làm cho tương lai mình như thế nào. Xây dựng, triệt hạ điều ác, xây dựng điều lành. Cái gì mà nó dở, nó xấu, mình phải bỏ. Bắt đầu bây giờ mình lặp lại. Thì hai cái ý nghĩa đó là bốn cái câu này là nó dịch lại từ cái chữ sám hối đó. Sám có nghĩa là bỏ đi những cái dở, hối nghĩa là mình làm lại cái hay. Con người ở đời ai mà không lỗi? Thánh giả ở trong giai đoạn tu học, nếu hở chánh niệm còn nổi phiền não. Bây giờ mình nói tôi đâu cần sám hối, tôi đâu có tội chi đâu mà sám hối. Không phải đâu. Trong này xác định lại với mình nè, con người ở đời ai mà không lỗi? Tội thì có thể chưa, nhưng mà lỗi có không? Có. Quý vị nhớ mình định nghĩa hai chữ tội lỗi đó. Tội là gì? Biết mà cố làm người gọi tội. Mà những cái tội là thường thường là những cái việc tày trời, những việc chính đó. Chẳng hạn như giết người, cúp của rồi thí dụ vậy. Nhưng mà cái lỗi thì thôi, động chân cất bước thì lỗi thiếu gì. Hoặc là nhiều khi mình lỡ nói một lời vô ý, người ta buồn mình cũng là lỗi. Hoặc là mình đi vô đi ra, mình đạp lên con sâu con gián cũng là lỗi. Rồi thí dụ như mình nấu một bình nước sôi không cần nữa, mình trút đại dưới gốc cây, ở dưới đó là nguyên một đám kiến côn trùng ở dưới đó, là do cái nước sôi của mình đổ xuống nó chết, cũng là lỗi. Mình không có cố tâm. Cái gì cố tâm làm thì kêu tội. Thí dụ như giờ mình thấy á, mình đi tới đó cái trời lạnh như vậy đó, mà mình cố tình mình đi cho lẹ, đóng cửa lại cái rầm, không cho người đó vô, thì cái người đó ngoài lạnh chơi vậy đó, không thì cái đó là tội đó. Tại vì mình ghét người ta rồi, cái mình thấy người ta cái mình không muốn gặp người ta, mình cố tình mình làm những cái việc như vậy, cho nên cái đó tội. Còn thí dụ bây giờ tôi không thấy, tôi lỡ tôi vô tôi đóng cửa mà cái người đó ở ngoài có lạnh, nhưng mà thật sự cái tâm mình không có khởi cái niệm xấu, lỗi. Cho nên cái gì mình cố tâm mình làm kêu tội, vô tình mình làm thì kêu lỗi. Cho nên ông này mới nói khéo, con người ở đời ai mà không lỗi? Tội thì có thể chưa, đó là mình nói có thể thôi đó nha, chứ còn chưa chắc à. Rồi, thánh giả ở trong giai đoạn tu học, nếu hở chánh niệm còn nổi phiền não. Thường thường mình tu á là luôn luôn mình phải sống chánh niệm theo lời của Phật dạy, nhưng mà làm sao mình chánh niệm hoài được? Không, con người mình sống ở đời hàng ngày mình giao tiếp nói cười nè, đôi khi mình quên chánh niệm. Đừng có nói chi nghe hôm nay bác quan trai đó, theo luật đó là mình ăn ngày con cử à. Nhưng bây giờ mình du di cho hai buổi, vậy mà đi tới đi lui nhiều khi gặp miếng táo miếng bom là lấy bỏ một miệng. Đâu có cố ý, nhưng mà nó quen rồi. Nó quen cái cách mà mình đi vô đi ra rồi gặp thức ăn rồi thử đó. Thì cái đó gì? Hở cái chánh niệm. Hoặc là nhiều khi ngày hôm nay á, là không được nói lớn nè, nói chuyện nhỏ nhẹ cái quên hồi cái mình nói lớn, ví dụ vậy. Cho nên mình hở chánh niệm. Hở tức là mình sơ hở, mình không có đi theo khích khao cái chánh niệm của mình, có phải không? Vậy thì các bậc thánh giả ở trong giai đoạn tu học, nếu sơ hở chánh niệm còn nổi phiền não, thì huống chi là mình á, La Hán mà vì tập quán phiền não còn có lúc còn động thân nghiệp. Tập quán là gì biết không? Chư vị La Hán người ta tập quán chiếu, ta tập quán chiếu những cái phiền não mà đôi khi còn bị phiền não nó chi phối. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ các ngài, bây giờ mình tập, mình vô trong cái chỗ nhảy đầm, mình ngồi đó mình nghe nhạc, mình thấy người ta nhảy đầm mà mình quán thử coi mình control mình được không.
nó hát một bài mình ok, tại bài đó không phải bài ruột của mình. Nó hát hai bài, nó hát ba bài, tới cái bài thứ tư đúng ngay cái bài ruột của mình, thì thế nào tay chân mình cũng lắc theo cái điệu đó, tại vì mình thường nghe, mình thích cái bài đó. Cho nên các vị la hớn mà khi người ta tập quán những cái phiền não đó, đôi khi người ta lỡ, ta quên đó, còn bị phiền não chi phối. Quý vị nhớ trong kinh có kể, có một hôm Ngài Ca Diếp đang ngồi thiền vậy đó, có một cái đoàn hát đi ngang, người ta múa hát, cái tự nhiên Ngài đứng dậy, Ngài nhảy. Thì các vị mới nói, ủa Ngài Ca Diếp mà tu dữ dội lắm mà sao kỳ vậy? Thì Phật mới nói, tập khí. Nó ở trong cái chủng tử, nó ở trong mình đó. Nó ở trong mình đó. Cho nên ví dụ như bây giờ á, nhiều khi á, mình ăn chay mấy chục năm, hồi nào bây giờ không biết thèm gì hết á, tự nhiên sao có một bữa nó thèm nước mắm quá. Không phải mình thèm đâu, không phải mình thèm, mà cái chủng tử nước mắm ở trong người của mình á, hiểu ý không? Cái chủng tử nó tì, nó nằm ngủ ở trong cơ con, trong tâm mình á, lâu lâu nó trồi dậy. Quý vị có nhớ Hòa Thượng Làng Mai kể câu chuyện mà có một sư cô tu mấy chục năm mà tới lúc sắp chết thèm muỗng nước mắm không? Đó. Như vậy thì khi mà thèm muỗng nước mắm đó, không phải là sư cô thèm, mà ai thèm? Cái chủng tử đó nó nằm ngủ mấy chục năm, tự nhiên giờ nó ngồi dậy. Như vậy thì mình mới thấy rằng ở trong cái tâm thức của mình đó, mình đừng có tưởng là mình tu giỏi. Chẳng qua là mình giỏi quán chiếu chánh niệm thì cái phiền não nó nằm ngủ đó thôi, nó nằm ngủ yên ở đó, nhưng mà mình hở là nó trồi dậy liền. Cho trong này mới nói thánh dở trong giai đoạn tu học, nếu hở chánh niệm còn nổi phiền não. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, từ nhỏ tới lớn giờ có bao giờ mình chửi bậy chưa? Chắc cũng phải có một lần. Hồi nhỏ mình ở xóm mà nhiều khi mình đâu có ý thức gì đâu, cũng nghe người ta chửi mình cũng chửi theo, thì một hai cái tiếng nó nằm ở trong cái tâm thức của mình. Giống như Pháp Hòa kể đây, chúng nghe mới đây, không có lâu đâu, chừng qua vậy thôi. Thì có một bác đã gọi lên chùa, xin lỗi Hòa kể này, bác mới gọi lên và nói mô Phật tu viện Trúc Lâm, cái bác nó chết mẹ lộn. Thì xin thưa đại chúng là cái đó thì bác nói xong bác không xin lỗi cái gì, bác cúp cái cục, phải không? Thì mình nghe thì mình hiểu, tức là trong khi nếu bác tỉnh giác sớm, ô xin lỗi tôi gọi lộn thì không có gì, nhưng mà cái đó rất là bình thường. Khi mình nghe như vậy thì mình quán chiếu, à cái đó nó nằm sẵn ở trong người mình đó. Những cái lúc mình bình tĩnh thì nó không có lên, mình nói ô xin lỗi tôi gọi lộn số, phải không? Nhưng mà bất chợt, cho nên quý vị thấy người ta liệu không? Bình thường nói năng đàng hoàng lắm chứ, vậy mà đụng cái liệu cái nói bậy, thí dụ vậy. Thì thật sự cái chữ chết mẹ nó không có nghĩa gì, nó không có sao hết. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa ví dụ để cho đại chúng hiểu cái gì gọi là nằm ngủ ở trong đó. Cho nên hàng ngày á, mình tu, mình tụng kinh, mình ngồi thiền á, là để làm gì? Để cho cái con phiền não, cái con vọng động nó nằm yên, nó ngủ hoài. Đừng cho nó sức. Nó thức là mình mệt. Thánh dở trong giai đoạn tu học, nếu hở chánh niệm còn nổi phiền não, la hán mà vì tập quán phiền não còn có lúc động thân nghiệp, khẩu nghiệp. Đúng không? Mình hàng ngày mình hành động nè, không thôi là mình nói, thân nghiệp với khẩu nghiệp, hai cái đó. Thí dụ như mình có cái thói quen là nói chuyện là nghiến răng, thí dụ vậy. Hôm trước Pháp Hòa có nói chuyện với anh em á, nó có cái tật là nói chuyện với ai nó cũng nghiến răng đó, mà nhất là người nào nó bực á. Thí dụ như nó đi học về rồi mẹ quan tâm, mẹ hỏi con ăn cơm chưa con, thay vì trả lời có ăn rồi không, nó cũng nghiến răng nó trả lời, thấy không? Thì nó quen cái tật đó đi. Thì Pháp Hòa mới nói giờ nhỏ phải tập lại, chứ để mai mốt lớn mà đi vô người ta interview
Ta view người ta hỏi hồi anh tên gì ở đâu mà bực quá cái nghiến răng trả lời ta là mất job nha con. Thì mình nói chơi với nó vậy, nhưng mà cũng là một sự nhắc nhở cho nó. Huống chi phàm phu mà không tội lỗi. Đó, hồi nãy hai cái câu đó. Thánh giả mà hở chánh niệm thì còn phiền não, La Hán mà tập quán chiếu còn khởi thân nghiệp khẩu nghiệp, huống chi phàm phu mà không tội lỗi. Có điều trí giả thì tự giác trước, nên biết sám hối và chừa bỏ. Còn kẻ ngu muội thì cố giấu giếm, làm cho tội lỗi ngày càng thêm lên. Cái người trí thì người ta lo người ta sám hối. Cho nên á, một tháng mình sám hối hai lần nó chưa đủ. Nếu mà người nào mà quý vị để ý coi, tội mình thì có thể tháng 30 ngày có đủ, mạng tháng có 2 ngày mà còn trả giá nữa. Mà nếu mà người nào mà không lại sám hối nữa làm sao? Chứ phải sám hối. Bây giờ sám hối ít cũng được. Thí dụ mỗi tối trước khi đi ngủ đó, đến trước bàn Phật, ngày hôm nay có thể vô tình hoặc cố ý con đã làm những lỗi lầm gì, con xin thành tâm sám hối. Thật sự ra đó là một cái hình thức, nhưng mà nó nói lên cái thiện tâm thiện trí muốn sám hối của mình, nó cũng giúp cho mình lắm. Hoặc là trước khi đi ngủ mình ngồi mình quán chiếu lại coi mình làm gì ngày hôm nay, mình nói gì ngày hôm nay. Cái người trí giả là phải làm như thế. Còn hình thức thì tùy mình, lại Phật cũng được, tụng kinh cũng được, quán chiếu cũng được. Nhưng mà làm sao để mình có tự nhận ra những cái lỗi của mình. Hôm trước Pháp Hòa kể đại chúng nghe, bữa đó Pháp Hòa dẫn quý bác đi đi về đó, thì cái đêm nó khuya, 12 giờ khuya rồi mới xếp hàng vô hải quan. Thì bốn bác đi trước rồi, Pháp Hòa dẫn thêm hai vị nữa, nhanh chân lấn lên cái. Thật ra thì cũng không phải lấn, có một hai vợ chồng hai đứa con đang đi đằng sau. Thì Pháp Hòa nhanh chân chút, cái Pháp Hòa còn đính chánh nữa, và nói tôi phải giúp cho mấy bà già này thông dịch. Thì khi mà cái giây phút đứng vô đó rồi á, thì Pháp Hòa đã hối hận. Pháp Hòa nghĩ rằng á, mình cái đoàn mình là 4 người, 7 người mà toàn người lớn. Hai vợ chồng này ở phía sau mình là có 4 người mà hai đứa con nít. Mà bây giờ khuya rồi, tại sao mình không nhường cho người ta đi trước đi? 4 người người ta vẫn mau hơn mình tới 7 người. Mà người ta có con nhỏ phải cho người ta đi trước để người ta ra, người ta còn về nghỉ ngơi. Mà trong lòng Pháp Hòa đi sắp hàng không có khoảng bao lâu mà nó khó chịu vô cùng. Nó thấy cái sự mà lố bịch của mình. Thời may quá cái đi thẳng về cái tới cái cua quẹo. Sắp hàng đó, sắp hàng tới cua quẹo, cái Hòa mới nói mấy bác mình nhường cho ông này đi. Thì mấy bác lui ra để nhường cho hai vợ chồng dẫn hai đứa con lên. Mình thấy người ta vui hẳn ra, người ta cảm ơn liền, chứ người ta không có từ chối, người ta không khách sáo nữa. Mà chỉ nhiêu đó thôi mà Pháp Hòa nhẹ nhõm trong người vô cùng. Mình thấy hồi nãy mình lấn đường tan chút, nhưng mà để làm gì, rồi cũng sắp hàng đó thôi. Vậy mà Pháp Hòa khó chịu cái khoảng sắp hàng đó vậy. Đến khi nhường được cho hai vợ chồng nó lên rồi thì trong lòng mình nó nhẹ ơi là nhẹ. Thì thưa đại chúng á, mình không dám xưng mình là cái kẻ trí gì, mà ở đây mình chỉ nói lên để thưa là mình sống ở trong đời á, có những cái giây phút mình làm cái gì rồi mình chịu khó mình nhìn lại một chút á, cái việc làm của mình á, coi nó có kỳ cục không á, thì nó đỡ cho người ta dữ lắm. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ hôm nào con mình nó dẫn bạn bè nó về nhà, mình không thích, cái mình tỏ vẻ ra, mình bực bội, mình làm mạnh tay, thì mình sẽ biết con mình nó ra làm sao. Trời ơi, không biết nó đang nó làm sao đây. Nhưng mà cái giây phút mình nhận ra được cái lố của mình rồi, khi mình vui vẻ, mình đi xuống mình hỏi con ăn gì không, má nấu cho, thì mình sẽ thấy con mình nó nhẹ ra liền. Cái điều này Pháp Hòa thưa rồi đại chúng để ý. Cái này nó tế nhị mà nó thiệt tình hàng ngày trong đời sống của mình lắm. Hôm nào mà khách tới nhà mà người nhà của mình không có happy, không có vui vẻ với khách của mình coi, mình khó chịu không?
khó chịu lắm. Mà chính cái người, người ta bước vô, mình là cái người khách á, mình được mời, mình cảm nhận là trong nhà này người ta không có vui vẻ với mình á, thì tự nhiên mình sao cũng muốn đi về sớm cho rồi. Đó, cho nên cái người chỉ nó khác ở một cái chỗ kẻ trí và người ngu. Cái chữ ngu đây á không có nghĩa là ngu đần, ngu độn, không có cái ý đó. Ngu này là gì? Chữ ngu trong chữ Hán nó chỉ có cái nghĩa là người không thấy được cái sự thật, cái cách sống, gọi là ngu. Chứ còn cái tiếng Việt mình là ngu có nghĩa là mình mắng người ta, nghĩa là cái anh đó ảnh ngu dữ lắm rồi. Cái chữ ngu trong tiếng Hán nó nhẹ lắm. Nó chỉ có cái nghĩa là sống mà không thấy mình, thấy người, sống trong quên lãng thì kêu ngu. Có điều trí giả thì tự biết trước, nên biết sám hối và chừa bỏ. Còn kẻ ngu muội thì cố giấu giếm, làm cho tội lỗi càng ngày càng thêm. Vì lý do này tội lỗi chất chứa liên miên bất tận. Còn sự tỉnh ngộ chưa biết lúc nào. Sự tỉnh ngộ thì chưa biết lúc nào tỉnh. Nếu biết hổ thẹn phát lồ sám hối thì thật không những hủy diệt tội lỗi mà còn tăng thêm vô lượng công đức, xây dựng niết bàn màu nhiệm như Phật. Nếu mình mà chịu khó, mình lùi lại một chút á, mình hổ thẹn, mình phát lồ, sám hối thì không những hủy diệt được tội lỗi mà còn tăng thêm vô lượng công đức. Hàng ngày mình sống cũng vậy. Nếu mình sống mà mình chỉ biết có mình mà không biết có người, mà hôm nào mình sống mình vị tha, mình vì người một chút, đỡ. Nếu muốn thực hành phương pháp sám hối, trước hết cần phải ngoài thì nghiêm chỉnh thân hình cử động, chiêm bái tôn tượng, trong thì phát khởi ý thức thành kính, chuyên chú quán tưởng, thiết tha thành khẩn. Ở trong này Ngài mới dạy mình cái cách sám hối. Mình có hai cách. Đối với bên ngoài thì mình phải nghiêm chỉnh thân, có hình Phật. Cho nên thường thường cái hình Phật mình đừng có treo quá cao. Mình để cái tượng Phật ở cái tầm nhìn của mình. Để làm chi? Để mình có cái hình ảnh để mình quán chiếu, mình lễ lại. Thí dụ bây giờ ở nhà mình để Phật cao quá, mà thậm chí thắp nhang cũng phải leo lên thì nó hơi cực. Cho nên mỗi khi mình khấn nguyện gì, mình muốn giao cảm giữa mình với Phật nó hơi khó. Hình Phật mình để sao cho ngang cái tầm nhìn của mình là tốt. Là mỗi khi mình thắp hương, mình lễ Phật, mình nhìn. Thí dụ mình khen Phật Thế Tôn dung mạo như vần nguyệt, thì mình phải nhìn Phật sao mình mới khen vậy chứ, phải không? Lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi đều thấm nhuận. Ta mình nhìn Phật có một cái tướng hảo, rồi mình khởi tâm mình khen ngợi Phật. Sắc thân như lai đẹp, trong đời không ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bàn, nên nay con đảnh lễ. Sắc thân của Phật đẹp vô cùng, gọi là sắc thân Như Lai đẹp, trong đời không ai bằng. Bây giờ mình thân hình mình phải cử động chiêm bái tôn tượng, trong tâm mình phải chuyên chú thành khẩn. Nghi thức sám hối tùy mình, dài ngắn bất cứ hình thức nào đó là tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe, khả năng của mình. Quý vị nhớ sư bà Trí Định không? Có một năm mà sư bà té gãy cổ, mà phải niềng cái miếng nhựa vô cổ cho sư bà vậy nè. Mà suốt một năm trường sư bà đâu có cử động gì được. Sư bà sám hối. Còn có một tay mà đưa vậy nè, đưa lên tay. Sám hối, mà sám hối gật đầu cũng đâu có được đâu. Theo cái khả năng nhất rồi, một năm trời với cái cổ cứng đơ mà sám hối như vậy, bữa nay sư bà khỏe được như vậy đó. Thành thử ra cái hình thức của mình tùy theo sức khỏe, cái khả năng, hoàn cảnh của mình, rồi mình cứ làm những cái công việc mà mình phát tâm.
Bây giờ cái quan trọng là mình phải khởi lên hai cái ý tưởng. Hồi nãy là mình nói hai phần, chuẩn bị cái thân, cái hình tướng bên ngoài, rồi chuẩn bị tâm lý. Bây giờ trong tâm mình khởi hai thứ. Một, tự nghĩ thân mạng ta đây thật khó giữ mãi, một mai tan rã không biết lúc nào mới phục hồi được. Nếu rủi không gặp chư Phật hiền thánh mà còn gặp phải bạn bè xấu ác gây mọi tội lỗi thì lại xa vào hố sâu chỗ hiểm. Phải không? Thân mạng mình đây thật khó mà giữ. Giữ mãi làm sao được? Một mai tan rã không biết lúc nào mới hồi phục. Mình đâu có biết được. Cho nên Pháp Hòa có nói vừa rồi có một anh đó, anh gọi lên, anh nói thầy ơi, giờ con muốn tự giận con chết. Pháp Hòa mới nói, suy nghĩ kỹ nha, sống cõi này mà chán mà muốn đi xuống cõi âm á, là dễ nha, mà xuống cõi âm mà chán mà muốn chạy lên cõi dương khó à. Suy nghĩ kỹ nha. Thôi bỏ ý định. Đâu phải mà mình, đâu phải cuộc sống của mình là chán chỗ này chạy chỗ khác được. Có một hôm mà có một vị mới nói với Pháp Hòa là con không thích ở chung, thì con muốn bỏ xứ chỗ này đi, về đại khái vậy. Thì Pháp Hòa kể cái câu chuyện là có con chim. Quý vị nhớ và kể câu chuyện đó. Và nói có một con chim đó, nó dời tổ, nó qua cái cành cây khác. Các bạn khác hỏi nó gì chứ tại sao bữa nay dọn nhà qua đây. Nó nói tại tôi ở bên cái cây bên kia gần cái nhà cái người đó, rồi người ta lấy đá người ta luyện tôi hoài, người ta nói tôi hót dở mà hót hoài, cho nên người ta lấy đá người ta luyện tôi, bữa nay tôi phải chạy đi chỗ đây. Thì những con chim kia nó mới nói, anh ơi, cái quan trọng là anh phải đổi cái giọng hót của anh chứ không phải đổi cái chỗ ở. Anh ở đâu cũng vậy mà cái giọng hót của anh nghe nó ghê rợn quá, thì anh ở đâu cũng bị người ta luyện đá tiếp. Thì xong cái câu chuyện mà nói cũng như vậy. Cái vấn đề không phải là chúng ta thay đổi cái gì, mà tự chúng ta phải thay đổi bản thân con người mình, cái tánh tình của mình, thì mình mới mong sống được với người này người nọ. Chứ còn không phải đổi cái môi trường. Môi trường đúng, môi trường cần đó, nhưng mà cái chủ yếu là mình phải đổi cái cách sống của mình. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa là cái người mà câu mâu khó chịu đi, rồi giờ quý vị không thương Pháp Hòa nữa, Hòa đi chỗ khác Hòa ở, rồi cũng cái tánh câu mâu khó chịu đó, rồi cũng có ngày đi nữa. Cho nên rốt cuộc cuộc đời của Pháp Hòa là gì? Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Cho cái quan trọng là mình phải đổi cái bản thân của mình, cái cách sống của mình. Cho trong này mới nói đó, một mai tan rã không biết lúc nào mới phục hồi được. Nhưng nếu như á, mà mình lỡ mình không gặp Phật Pháp đi, mình gặp cái người bạn bè xấu ác thì gây ra mọi tội lỗi thì lại xa vào hố sâu chỗ hiểm đó. Cho nên thí dụ như giờ mình buồn, mình buồn thì phải có một cái chánh niệm đi tìm cái chỗ giải buồn. Chứ còn buồn mà đi giải buồn mà gặp những cái người bạn mà họ dẫn mình đi vào hố sâu chỗ hiểm là nguy vô cùng. Bản thân mình đã không được gì rồi mà gặp những người đó là nó còn khổ não hơn nữa. Cho đó là nguy lắm. Rồi bây giờ là nghĩ cái điều thứ hai. Thứ hai là tự nghĩ, trong đời này đây tuy đã gặp được Phật Pháp tuyệt diệu, nhưng ta không biết sống vì Phật Pháp, nối tiếp dòng giống của các vị thánh bằng cách rửa sạch thân khẩu ý nghiệp, sống theo thiện pháp, lại còn đích thân lén lút làm ác. Đó. Bây giờ cái điều thứ nhất là mình bỏ thân này rồi, không biết mình có gặp không. Rồi bây giờ điều thứ hai nghĩ lại, bây giờ mình được gặp rồi nè,
sống sao đây? Gặp được Phật Pháp tuyệt diệu rồi nhưng mà không biết sống vì Phật Pháp. Không có nối tiếp được dòng giống của các vị thánh bằng cách là rửa sạch thân khẩu ý nghiệp. Cho nên thưa đại chúng á, đạo Phật á, nói dòng, nói do, nói co, nói thẳng, nói quanh, nói quất, nói tu trước, tu sau, tu cao, tu thấp, rốt cuộc không có ngoài ba cái chỗ chuyển nghiệp, là chuyển thân, chuyển miệng, chuyển ý. Hễ mình mà chuyển được cái thân, cái miệng, cái ý của mình là mình tu giỏi lắm rồi đó. Mình sẽ là cái người phát huy Phật giáo. Chứ có nhiều người hỏi bây giờ, nói bị thầy ơi bây giờ á, làm sao mình phục hưng Phật giáo? Pháp Hòa nói làm sao phục hưng? Bây giờ muốn phục hưng không? Chỉ cần tu thôi, khỏi cần làm gì hết á, cứ tu thôi. Cho nên Pháp Hòa làm một việc thôi, là tu. Tức là giờ tụng kinh, làm Phật sự, rồi có sức khỏe, có thời gian đi chỗ này chỗ kia, hướng dẫn cho những nơi đó tu học, rồi nói pháp thôi, chứ biểu Pháp Hòa làm khác Hòa làm được. Cái gì mà liên hệ tới Phật Pháp làm được, còn kêu làm cái khác không biết làm. Giờ mình cái nào mình biết là mình làm thứ thôi. Cái sở trường của mình là Phật Pháp, cái sở đoản của mình là chuyện thế gian. Bây giờ mình nhào vô chuyện thế gian là mình lấy cái sở đoản của mình đi làm cái sở trường của mình là nó trật rồi. Bây giờ phải cảnh giác để sám hối. Lại còn thần linh khuất mặt đã có, hiển hiện cũng có, ghi chép tội phước mãi mãi không sai. Ở đây dùng cái chữ thần linh thì chúng ta hiểu tạm như thế này, bởi vì đây là không phải kinh. Cái văn thủy sám này là do một vị tổ Trung Hoa viết lại, cho nên có một số những cái từ ngài dùng nó rất là, nó theo cái nhân gian, nó theo cái thời đại Trung Quốc, trên ngày dùng những cái từ ví dụ như là lại còn thần linh khuất mặt hoặc hiển hiện, có nghĩa là mình nhớ mình làm cái gì cũng có những vị khuất mặt mà người ta cao hơn mình, người ta có cái lực hơn mình, cho người ta ghi nhận, người ta biết hết. Ghi chép tội phước mãi mãi không sai, nên kẻ tạo tội thì sau khi chết, ngục tốt đầu trâu lục nghiệp thức họ bắt đến Diêm Vương đối chất sự việc. Bây giờ hết thảy những kẻ oán hận đều hiện làm chứng. Bây giờ cái chữ gọi là ngục tốt đầu trâu. Ngục tốt đầu trâu là sao? Chữ ngục tốt á, có nghĩa là lính giữ ngục. Chữ tốt nghĩa là lính. Còn lính mở ngục thì kêu ngục tốt. Nhưng mà những cái ngục tốt này á, nó là một loài quỷ ở dưới đó đó. Cho nên cái hình thù nó có thể nó khác nhau. Có người thì đầu ngựa, có người thì đầu trâu, có người đầu heo, có người đầu dê, có kẻ đầu rắn. Thì người ta thường thường mình hay nghe dùng cái từ là gì? Ngu đầu mã diện, phải không? Quý vị mà coi một liên thanh đề cải lương, ngu đầu mã diện đâu, dẫn bà thanh đề ra thí dụ vậy. Thì ngu đầu mã diện đều là ngục tốt hết. Nhưng mà hai cái anh đó, anh thì đầu trâu, anh đầu ngựa. Nhưng mà trong sách đó, Pháp Hòa tra đó, thì có nói rằng loại quỷ này nó nhiều đầu lắm, nó nhiều loại lắm, chứ chỉ có, không phải chỉ có ngu đầu mã diện. Mình gọi là đầu trâu mặt ngựa đó. Thì ở trong này dùng cái từ là ngục tốt đầu trâu, tức là những người lính giữ ngục. Bây giờ mình nói hai chữ địa ngục. Địa ngục theo mình hiểu là ở dưới lòng đất. Mình hiểu nôm na vậy là chết xuống dưới lòng đất, có một cái địa ngục ở dưới. Nhưng mà thật sự ra theo cái định nghĩa của Phật giáo đó, địa ngục không hẳn ở trong lòng đất.
Địa ngục nó có thể tràn ngập ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Bởi vì địa nghĩa là gì? Khi nào mà lòng chúng ta một chiều tối tâm sâu thẳm dày chắc thì đó là giây phút của địa ngục, giờ phút của địa ngục. Vậy thì mình ở địa ngục bao nhiêu ngày đó là tùy theo sự đau khổ của mình. Có nhiều người ở địa ngục suốt đời, có nhiều người địa ngục tháng, có nhiều người địa ngục năm. Có một cô đó mới viết cho qua cái thư, vô tình người ta gửi cho tới cô một cái clip, coi cái gì đó không biết, nhưng mà trong thường thường YouTube thì quý vị biết là gửi cái này thì nó liên hệ tới những cái khác. Thì ở trên đó lại link một cái bài Phật Pháp. Cô bấm vô cô nghe. Cô nghe xong rồi thì bao nhiêu năm trời đau khổ của cô đó, nó nhờ cái bài đó nó hóa giải. Vậy thì cô đó hết địa ngục không? Ra khỏi địa ngục. Địa ngục là khi nào trong lòng mình tối tăm mờ mịt, dằn do cái khổ đau. Cho nên trong kinh điển á, có định nghĩa chữ địa ngục như thế này. Địa ngục nghĩa là khả yểm. Khả yểm là đáng chán, sợ lắm. Sợ địa ngục không? Sợ gọi là khả yểm. Địa ngục á hả, đầy đủ các thứ khổ, cho nên gọi là khổ cụ. Khổ cụ là sao? Khổ đủ kiểu, khổ đủ cách. Địa ngục gọi là khổ khí. Khổ khí là sao? Đầy đủ những dụng cụ của khổ để làm mình khổ. Thí dụ bây giờ hôm nào mình trong lòng mình nó buồn rồi nghe, trời ơi, người ta nói một câu mình cũng buồn, người ta lỡ đi ngang, người ta làm cái gì mình cũng buồn, người ta làm cái gì mình cũng khổ hết. Cái đó khổ khí đó, khổ cụ á. Địa ngục là bất lạc. Bất lạc là không vui. Đúng vậy thôi, có ai ở địa ngục mà vui đâu. Chờ địa ngục định nghĩa ha. Thứ nhất là bất lạc nè, thứ hai là khổ cụ nè, thứ ba là khổ khí nè, thứ tư là khả yểm nè, thứ năm là gì? Vô hữu. Vô là vô với ai? Vô với người vui. Hữu là hữu với người khổ. Cho nên đâu phải ai cũng có địa ngục, tùy. Có nhiều ngày không ai chọc ghẹo gì mình, tự nhiên sáng ra cái mình mở cửa mình đi vô mình vậy là mình khóa lại vậy đó. Quý vị có nhớ câu chuyện mà kể có một vị thiền sư, một hôm ở ngày chạy vô trong phòng của ngài, ngài khóa cửa lại. Ngài khóa cửa lại xong cái ngài la lên. Ngài đập cửa, ngài nói mở cửa, mở cửa. Mở cửa nghĩa là cho tôi ra, mà tự ngài khóa ngài chứ ai đâu. Thì trong đó có một người đệ tử cầm cái chìa khóa đưa cho ngài. Ngài mở cửa, ngài đi ra, ngài nói ông với tôi thấy nhau. Tại sao đệ tử đưa chìa khóa? Bởi vì ngài chạy vô trong phòng ngoài khóa cửa, ngài kêu cứu đó, là ý ngài mới nói muốn cho mọi người hiểu rằng á, có ai cứu tôi không? Có ai cứu được tôi không? Thì cái người đệ tử là cái người cao cơ hiểu ý thầy mà. Thay vì ổng cầm ổng mở phải không? Thầy đừng có hòng ai mở cho mình. Đây nè, chìa khóa nè, tự mở mà ra. Có nghĩa là tự thầy khóa thầy thì tự thầy phải mở ra lấy. Ông thầy muốn thử coi trong đệ tử có người nào thấy được cùng một tần số với mình không? Thì các đệ tử khác lay quay kiếm đồ rồi đập ổ khóa rồi ha. Nhưng có một người đệ tử đưa cầm cái chìa khóa đưa. Có nghĩa là không ai mở được cho thầy đâu, không ai mở được cho mình đâu, tự mình mở mình đi ra thôi. Chứ còn bây giờ Phật có thương tình mình đó, bây giờ nè, này trời ơi tôi khổ quá, tôi khổ mình than vậy cái thầy nghe tội quá, thầy nói thôi giờ vô chùa tu nghe. Cái mình cũng vô chùa mình ở vậy, nhưng mà mùng 3 mùng 7 à, tại vì mình ở đâu có nổi. Ở đâu có nổi, tại chùa không có tivi, không có radio, không có cải lương.
ở nhà rồi có cải lương nghe rồi rỉ rả rồi bây giờ buồn con buồn cháu giận chạy vô đây vậy chứ trong chùa cũng có cải lương ở 3 ngày chịu nổi cũng ra. Cho nên cái người đệ tử đó cùng một tần số với ông thầy đấy, thầy tự ra lấy, có nghĩa là thầy tự nhốt thì thầy tự ra. Mình cũng thế, tự mình làm cho mình khổ thì bây giờ tự mình bước ra. Địa ngục định nghĩa vậy đó. Như vậy thì ở trong địa ngục có người nào canh mình không? Cái chữ đầu trâu mặt ngựa đó tượng trưng cho cái gì đại chúng biết không? Những cái tên lính phụ tùng của cái kẻ ở địa ngục. Bây giờ ví dụ ha, ví dụ vậy nè. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa bực cái chú đó quá, thì đố quý vị chứ khi Pháp Hòa bực về là Pháp Hòa ở địa ngục đúng không? Thì Pháp Hòa có hai cái tên lính đó nó canh không? Có, cho nên cái lời nói Pháp Hòa nói ra là nó đều ẩn chứa cái chữ từ ngữ của ngu đầu mã diện hết đó. Có bao giờ mà giận quá mà nói ngọt được không? Không. Hành động và lời nói của mình nó chứa đủ thứ những cái hình ảnh của quỷ. Hiểu ý mà nói không? Vậy thì cái chữ đầu trâu mặt ngựa mà giữ ngục á, nó có nghĩa là những cái lời nói, những cái hành động nó tùy theo cái cơn giận của mình mà nó phát. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói đấy không, đi đường mà gặp hùng beo sói gì đó, niệm Địa Tạng nó hết đó. Là tượng trưng cho cái gì? Khi mình sống ở đời mà mình tối ngày cứ khởi những cái tâm niệm rắn rít như là độc địa, như rắn rít rồi hung dữ như hùng beo đó, nếu mà hôm nào mình quay được trở về với địa tạng của mình đó, thì hùng beo nó la nó xa hết, rắn rít nó hết. Thở đây cũng vậy, một khi mà mình đã bị địa ngục nó xâm chiếm rồi thì ngu đầu mã diện nó trực chờ đó, nó nghe lệnh mình chửi nó coi, thì nó chửi liền, thì cái lời nói của mình làm sao lời nói hiền lành được, phải là lời nói của ngu đầu mã diện thôi. Phải hiểu cái ý như vậy đó. Có bao giờ mình giận người nào quá mà mắt mình nó hiền lành được đâu, phải không? Có một cái cô đó cũng kể qua nghe vậy nè, cổ nay cổ đi coi bói, rồi còn người ông thầy bói mới nói á, cô không có được sỉ vả con cô nghe không, con cô là con ở bề trên nó xuống. Cái cổ mới thú thiệt, cũng nói sao ông thầy đóng linh. Mỗi một lần mà cổ giận con cổ á, là cổ nói chuyện với con cổ là cổ lấy ngón tay cổ chỉ vô trán nó vậy nè. Thí dụ như nói con phải nghe lời mẹ nghe không, con phải ăn nghe không. Cổ nghiến răng mà cổ chỉ vô cái trán nó vậy nè. Mà con vô tình ông thầy bói nói sao trúng quá. Cổ lên cổ nói chắc con nó con bề trên thiệt á. Thì ở đây cũng vậy. Nên kẻ tạo tội sau khi chết, ngục tốt đầu trâu lục nghiệp thức họ bắt đến Diêm Vương đối chất sự việc. Diêm Vương là gì? Tiếng Phạn gọi là Yama. Yama là mình âm lại là Diêm Ma La. Có khi là còn cái chữ á, chữ Vương này là do mình thêm ráp giữa Phạn với Tàu. Vương là vua, thay vì mình kêu là Diêm Ma thì mình thêm chữ Vương là vua của tiếng Tàu vô, để hiểu rằng ông vua ở địa ngục, ông vua ở cái cõi gọi là Diêm Vương à, cho nên chúng ta gọi là Diêm Vương. Thì cái chữ Diêm này đúng ra là Diêm Ma, còn cái chữ Vương là mình thêm để nó nói lên rằng ông này ông làm tổng, ông làm boss á, ông làm boss ở dưới đó. Cho nên nhiều lúc mình cũng làm Diêm Vương xử tội. Bây giờ hết thảy những kẻ oán hận đều hiện làm chứng. Kẻ bảo đời trước ngươi giết thân ta nướng nấu chưng ram, kẻ bảo đời trước ngươi đã bóc lột chiếm đoạt của ta cướp hết tài sản, kẻ bảo đời trước ngươi làm tan nát thân quyến của ta, tất cả đều bảo ngày nay chúng ta mới được cơ hội báo oán nhà ngươi.
chứng nhân hiện diện làm chứng như vậy, người chết làm sao dám chối dám cãi, chỉ còn cam tâm chịu hết oán cũ. Hay là dẫn thần thức của mình tới gặp Diêm Vương rồi, mình đâu có dám hó hé gì, tại ông Diêm Vương có cái kiến. Ông có cái kiến, ông chiếu cái một là nó hiện lên là không được trái. Cho nên là thôi, lúc đó họ nói gì là mình chịu thôi. Những người nào bị mình chặt, mình bầm, mình kho, mình luộc, mình nấu đó, bây giờ tới họ nói người đời trước người nó nướng nấu chân ra anh ta. Kẻ nào mà bị mình bóc lột thì nói hồi đó người bóc lột ta. Thí dụ như mình mướn người làm mà mình bóc lột công sức của họ đó, rồi họ mệt quá, họ bệnh, họ chết, cái họ nhớ mình hoài. Nói hồi đó mình làm chủ bóc lột họ, thí dụ vậy. Cho nên tất cả những cái kẻ oán đó đến đòi mình. Khế Kinh đã nói, ở trong địa ngục không trị tội ai một cách oan uổng. Nếu bình sinh họ tạo ra tội ác mà họ quên đi, thì lúc sắp chết, hết thảy cảnh tượng của chỗ làm ác đều hiện ra cả. Hay này nói lão mùi nói, tôi đâu có, tôi quên. Không có quên đâu, người ta có quay phim hết. Thì lúc đó người ta chiếu lại cho mình xem. Trong này mới nói nè, tất cả những cảnh tượng chỗ làm điều ác hiện ra hết. Nạn nhân có tội ác đó đều bảo đối với chúng ta, nhà ngươi đã làm tội ác như vậy, nay chối sao được. Tội nhân lúc ấy hết cách giấu giếm. Diêm Vương tức thì nghiến răng quở trách, giao phó địa ngục trong vô lượng kiếp hết cách cầu thoát. Tức là ông nghiến răng, ông nói cha chả, bây giờ là hết chối phải không? Ngu đầu mãi diện đâu, lôi nó vô trong. Ví dụ vậy đó. Việc này đâu xa, đâu dính kẻ khác, mà chính thân ta tự làm tự chịu. Dẫu cho chí thân như tình phụ tử, một khi quả báo đến đã phải đến, cũng không thể nào chịu thay cho được. Quý vị thấy câu này nó tương ưng với cái câu Kinh Địa Tạng phải không? Nhớ không? Kinh Địa Tạng có câu vậy phải không? Dẫu cho chí thân như cha với con á, cũng đâu thể nào chịu tội cho được. Cái Phá Hòa nhớ ở trong cái bài sám khuyến tu á, có cái câu như thế này. Cái người mà chết rồi đấy hen, thì vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ, con thảm thương kể lễ kêu la, kêu than, dầu cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được chăng? Cái bài kể, cái bài thơ khuyến tu á. Thì khi mình chết rồi á, kẻ có tiền nè, có tiền mua lớp áo quan, không tiền vùi chốn núi hoang mịt mù. Cũng là cách chôn, nhưng mà hãy có tiền thì mua cái áo quan, không tiền thì quấn chiếu. Chớ có tiền mua lớp áo quan, không tiền vùi chốn núi hoang mịt mù. Vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ, con thảm thương kể lễ kêu than. Nhưng mà nói xong rồi, dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được chăng? Chờ trong này cũng nói vậy đó. Chúng ta đã được cái thân con người, cơ thể lại không mọi thứ bệnh tật, thì tự mỗi người phải cố nỗ lực thi với tính mạng. Bây giờ nói mình có được cái thân người mà chưa có bệnh, thì tự mỗi người phải nỗ lực thi với nó. Thi với nó là sao? Cố gắng trong khi nó không có bệnh ráng mà tu. Tại vì lỡ nó bệnh rồi mình tu cực lắm. Quý vị có tin là nó bệnh rồi tu cực không? Tụng kinh không có được, tại vì nó mệt. Ví dụ bây giờ mà cái người nào bệnh đau đi, làm sao ngồi lâu được? Muốn ngồi thiền lâu cũng được, ngồi tụng kinh lâu cũng được. Hôm trước có ông bác ở chùa mình lên ngồi chơi với Pháp Hòa, nói trời ơi thầy ơi khổ quá, hồi xưa tụng kinh ngồi đất, sao rồi ngồi bồ đoàn, riết rồi lên ghế, mà giờ ngồi ghế cũng hết nổi luôn rồi. Cái Pháp Hòa chọc quá, nói vậy thôi chắc giờ phải bưng chu mỏ vô giường luôn.
Đó, bác mới lên thông qua, bác ngồi bác nói vậy, hồi từ hồi mà tụng kinh ở đất, đất xong lên bồ đoàn lên ghế, mà giờ ngồi ghế không nổi nữa. Hồi và bác nói nghe, hồi xưa á, lại mỗi sáng 100 lại, riết cái còn 50 lại, mà bây giờ 3 lại cũng không nổi nữa. Pháp Hòa nói thôi bây giờ nếu ngồi lại không nổi thì thôi xá cũng được. Cho nên trong này mới nói phải cố nỗ lực thi với tánh mạng. Thi có nghĩa là trong khi mình còn khỏe ráng làm cái việc đó. Chứ để mà nó tới khi mình nó khổ, nó bệnh hoạn rồi mình làm không được. Trong này có một câu: cái nỗi sợ hãi lớn nhất đời người bất thần ập đến. Cái nỗi sợ hãi nhất của mình là cái gì? Là cái gì? Chết. Cái nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là chết. Bất thần ập đến. Quý vị biết chị Túy, chị Quảng Vân, Phật tử chùa mình, chị có người chú ruột ở bên Cali. Đáng lý là ngày hôm nay người chú đó có mặt ở tại Minh Tinh thăm gia đình. Passport để sẵn, quần áo để sẵn hết. Trước đó một ngày ông gọi cho người bạn, nói qua nhà ông lấy mấy cái lon nước ngọt ông cho đem về bán. Hẹn giờ dứt hết. Người bạn tới gõ cửa bấm chuông hoài, ông không có ra mở. Chạy ra cửa tiệm cho cái người con gái hay, người con gái về là thấy ông té trên giường, mà nửa trên giường nửa dưới đất chết rồi. Mới chết, mới đi chôn hôm bữa thứ tư rồi đó. Là lẽ ra là cái tuần này nè, là gia đình ông ba người qua đây. Và ông còn khoe với mấy người con gái là kỳ này qua đó có một cô chưa có lên thăm chùa, chưa có bao giờ qua Canada. Ông nói kỳ này đi ba dẫn con lên thăm hai thầy. Đó, thì kể như vậy đại chúng nghe đó là đúng với cái câu là gì? Dép dưới giường, lên giường vội biệt. Sống ngày nay, dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Dép dưới giường, lên giường vội biệt. Ngày hôm qua chị Huệ chỉ lên chỉ thăm chùa rồi chị mới nói chú con là đúng với cái câu kinh đó, dép dưới giường lên giường vội biệt. Ngồi dậy định bước xuống giường mang đôi dép đó, trợt chân rồi cái nằm nửa trên giường dậy đi luôn. Đó, thì bây giờ thưa với đại chúng là những cái như vậy thì chúng ta cứ nghĩ nếu mà một đó mình cái mạng sống của mình nó như vậy. Mà nếu cả một ngày mình sống cứ giận, cứ hờn, cứ phiền não hoài thì mình thấy quả thật là cái cuộc đời mình nó uổng ghê gớm lắm. Rồi mình cứ đi lo chuyện thị phi, chuyện người này, chuyện người kia mà rốt cuộc mình quên chuyện của mình. Cái chuyện của mình là chuyện gì nè? Trong này nói một câu nè: cái nỗi sợ hãi lớn nhất đời người bất thần ập đến. Thì dẫu hối hận cũng không kịp nữa. Nói trời ơi cho tôi trở lại tôi tu ngày thôi. Không có được. Vì vậy ngày nay phải tận lòng thành khẩn cầu sám hối. Có một Phật tử phone với Hòa nói: thầy ơi bữa nay con báo thầy tin mừng. Tối qua con thấy con nựng, nựng tức là nhéo má cái người con ghét á. Tại vì hồi nào giờ là giận dữ dữ lắm, mà tự nhiên bữa nay trong lòng như nó hết giận, sao tu nó xả được á. Thấy con lợi con chơi, con giận với cái người mà con bực con ghét á, vui. Quý vị thấy không? Chim bao thôi mà tự nhiên thấy, hồi xưa mình thấy người đó trong chim bao là mình tức, mình giận. Vậy mà tự nhiên bữa nay mình thấy cái người đó không phải giận nữa, mình thấy mình vui, mình chơi với họ. Đó là mình biết rằng trong lòng mình đã bắt đầu xả bỏ được. Chứ cái câu mà nói tôi hả chết để dạ gì đó, sống để dạ chết đem theo, nó nguy hiểm lắm, đừng có nói câu đó. Cái đó là một cái oán thù mà gặp nữa đó. Có một cái vong linh đó nó nhập vô cái người kia, nó báo oán.
Rồi khi mà ảnh lên chùa, ảnh được xuất ra thì biết ảnh nói làm sao không? Nói cái con nữ này nè, cái con nữ là cái người mà bị dập á, nó ác dữ lắm. Tôi là báo quán nó nhiều đời đó, nhưng mà cũng may nhờ trong gia đình đã có người biết tu tụng kinh giải oan, giải oán, cho nên mới được như vậy đó. Không thôi còn dữ dội nữa. Như vậy thì cái người mà nhập vô báo oán đó là gì? Đó là ngày xưa cũng phát cái câu sống để dạ, chết đem theo rồi gặp nhau nữa, chứ không dám. Thôi bây giờ đời này nếu mình không hợp với nhau, không thương được nhau, không thân được nhau, chấm hết và coi như không quen. Đừng để trong lòng một bất cứ một cái hận thù gì hết, nguy hiểm lắm. Tự nhiên hai người bạn chơi với nhau, hận thù nhau rồi kiếp sau gặp nữa, đâu có đáng vậy. Ví dụ bây giờ đời này mình làm bạn mà nếu không duyên nữa thì thôi, tôi với anh, tôi với chị gì đó, thôi gặp mình thôi, mình què đi, coi như không quen đi. Giữ chi trong lòng cái oán thù không nên, nguy hiểm lắm. Cho nên cái oán đó, giống như ví dụ như lỡ chồng mình là mình khổ quá, thôi cũng đừng oán, cứ nghĩ như cái đó nghiệp của mình, trả hết duyên rồi thôi. Lỡ vợ mình là mình khổ, nó thôi tại vì đời trước chắc tôi cũng thiếu nợ gì, đời này tôi trả thôi. Duyên thì nó có nhiều loại, ác hay là thiện, mà thôi lỡ tôi xui rồi, lỡ tôi xui rồi thì giờ tôi gặp thôi, hết rồi thôi, không có gì quán. Quán thù kiếp sau gặp nữa đó, rồi làm vợ làm chồng nữa, rồi làm khổ nhau nữa. Đệ tử chúng con kể từ vô thỉ cho đến ngày nay chất chứa vô minh che tâm bít mắt, tùy theo tính chất của các phiền não tạo tác đủ thứ tội ác lầm lỗi suốt cả quá khứ hiện tại vị lai. Đó, bây giờ mình thú nè, sám hối những phiền não nặng nhất của mình đó. Tùy theo tính chất của phiền não mà tạo đủ thứ ác nghiệp tội lỗi. Thí dụ như á, mình giận ít thì mình mắng ít, mình giận nhiều thì mình mắng nhiều. Cái đó là tùy theo cái tính chất của phiền não mà mình tạo tội. Giận dữ, giận hung á, thì mình nói dữ, mà giận vừa vừa thì nói nhẹ, chứ cái nào mình không có tội. Suốt cả quá khứ hiện tại vị lai, đam mê yêu thích phiền não tham dục, ôm lòng tác hại là phiền não của sân hận, rối ruột u mê là phiền não của ngu si, ngã mạn tự cao là phiền não kiêu ngạo, nghi ngờ chánh pháp là phiền não do dự. Tại sao nói là mấy cái câu kia mình dễ hiểu rồi, nhưng trong này nói là nghi ngờ chánh pháp là phiền não của do dự. Tại vì mình khi trong lòng mình có cái nghi ngờ chánh pháp thì mình còn do dự chân thục chân tiến, cho nên mình không có đi sâu được. Mà đại chúng có tin á, là Phật pháp là phải do duyên không? Mình không có duyên không gặp. Có nhiều người không có duyên, cho nên dù nhà xác bên chùa chứ chưa bao giờ bước chân cái biết cái chùa ra làm sao. Cái người mà người ta có duyên xa ngàn dặm ta dẫn tới, đúng không? Pháp Hòa nói ví dụ như giờ trong ẻm Minh Tinh này có 3.000 Phật tử, mình nói ví dụ vậy đó, nhưng mà đâu có nghĩa là 3.000 người đó biết cái chùa đi quy y hết đâu. Nhưng mà có những người họ ở xa tận, như ở bên Mỹ hay là bên Pháp, bên Úc, mà người ta chạy qua đây để người ta tu học, ta quy y. Tất cả phải nói cái duyên. Cho nên mình nói là nghĩa là tam bảo không phải dễ gặp. Đời này mình gặp được tam bảo là biết là mình có phước lắm đó. Vậy mà còn do dự. Phủ nhận nhân quả là phiền não của tà kiến. Vì mình có tà kiến cho nên mình không tin nhân quả. Nhưng mà thật sự nhân quả là một đạo lý rất thật,
Anh đạo Hồi, đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì không cần biết, nhưng mà không ai trong chúng ta sống mà thoát được cái đạo lý nhân quả. Thí dụ như bây giờ anh ăn cắp thì anh phải bị bắt, thí dụ vậy đó. Anh đi học thì anh có điểm, anh nghỉ học thì anh mất điểm, anh không có bằng. Đó là nhân quả chứ gì nữa. Cái nhân anh là, rồi thí dụ như bây giờ mình xài cái passport giả, hay là mình ở phạm pháp, thí dụ vậy, thì tất cả cái đó hãy mình gieo cái nhân nào thì cái quả nó đến. Chứ anh có tin hay không, cái chuyện nó không quan trọng. Cái quan trọng là, cái vấn đề là tất cả những người sống trên mặt đất này không ai thoát được cái lý nhân quả. Không biết nhân duyên chỉ là giả hợp, là phiền não của chấp ngã. Rõ ràng là mình chấp cho nên mình đâu có thấy được cái nhân duyên. Pháp Hòa nói ngày hôm qua đó, đi lên Tây Thiên cắt cỏ, Pháp Hòa rủ anh Vân, rồi rủ thêm một đạo hữu nữa, rồi vài người thì lên trên đó cắt cỏ dọn dẹp. Mới vừa cắt xong cái ăn cơm rồi, chưa gì hết cái ánh mưa, mưa lâm râm, cái thôi cũng ráng ra cắt tiếp. Tới hồi cắt được chút mưa lớn, cái thôi mấy anh đi vô. Đi vô là chưa xong một ngày mà mình chưa làm được nhiều việc. Thì lúc đó Pháp Hòa cũng nghĩ thôi, thì bây giờ á, cắt cỏ rồi thì cũng phải tưới cây, tại có một số bông cây mình phải trồng. Thì thôi bây giờ mưa thì mình khỏi tưới cây, mình nghỉ cắt cỏ. Hiểu được như vậy cái tâm mình nó làm sao? Nó nhẹ nhàng ra. Thì bây giờ mưa thì nghỉ cắt cỏ, thì khỏi tưới cây nữa. Chứ không mưa là mình đi cắt, phải đi tưới coi nữa. Đó. Cho nên mình sống mà mình lúc nào mình cũng nhìn ra được những cái chiều đẹp của mọi sự mọi việc, thì tự nhiên cái lòng mình nó đỡ lắm à. Ví dụ như Pháp Hòa đi xuống bếp, Hòa định làm thức ăn cho mấy chú đi học, cái tự nhiên có một cô nào bưng tới cái bánh pizza, nó thôi thầy phát này cho mấy chú đi học đi, khỏe không? Khỏe quá trời luôn, chứ gì đâu cũng khỏe. Hơi đau giận, nó tự nhiên đem pizza tới mà ổng nói giận chi vậy, khổ, ta đem tới thì mình khỏi làm. Chờ không có đó. Sống mà mình tự tại trước mọi cái vấn đề thì mình thấy mình đỡ nhiều lắm. Mà mình không được như vậy thì gọi là chấp. Cái gì cũng do duyên hết á. Đây nè, cái hoa này nè, nó còn sống được là duyên đó. Duyên là tại vì nó còn tươi, nó mới cắt. Rồi duyên là mình tưới nước đủ. Nhưng mà nếu mà cái cây lan á, mà nếu mà nước ấp lẫm là nó cũng đủ duyên để nó chết đó. Có phải không? Cho nên tức nếu mình không hiểu được cuộc đời này mọi thứ nhân duyên, mà đã là duyên á thì nó có thật không? Đâu có. Mình hiểu cái câu như thế này nè: tất cả mọi sự mọi vật đều do duyên hợp, mà đã là duyên hợp thì giả có. Nó có nhưng mà nó giả thôi. Mà đã là giả có thì có gì đâu phải buồn khổ. Mà người nào mà không sống được với cái đạo lý mà thông thẩm thấu được tất cả các pháp do duyên sinh á, và tất cả các pháp do duyên diệt á, thì mình khổ lắm. Mù mờ ba đời là phiền não chấp đoạn chấp thường. Cuồng tính với những kẻ chủ trương lý thuyết tai hại là phiền não giới thủ. Tại sao con người ta có cuồng tính? Tính nó có nhiều cái tính, rồi chánh tính, phải không? Rồi cuồng tính, có hai cái. Có những người á, người ta tin nhưng mà người ta tin cuồng, tức là người ta thần thánh quá cái vấn đề gì đó, rồi ta cuồng tính với nó. Ta có thể sống chết với cái đó, mà sống chết đó nó vô lý.
Cho nên mình phải tránh cái chuyện gọi là cuồng tính, mà mình chỉ là chánh tính thôi. Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay tiết giữ cứng chắc, cho nên gọi là phiền não sang lẫn. Sang lẫn là phiền não gì? Keo kiết á. Cái phiền não gọi là mình muốn giữ của mình, không không muốn cho ai, cho nên gọi là phiền não. Bây giờ lỡ mất cái mình buồn. Buông thả sáu căn là phiền não của phóng dật. Chữ phóng dật có nghĩa là để cho tâm ý mình nó buông lung. Thí dụ như có nhiều khi mình buồn quá, cái mình đi uống rượu, rồi bây giờ bác sĩ báo cho mình biết mình bệnh, mình cũng không khe luôn, nó thôi kệ nó, giờ tôi lỡ bệnh rồi, mà hơn nữa cuộc đời này cũng có gì vui để tôi sống, tôi càng uống nữa, uống cho nó chết cho rồi. Đó, cái kiểu đó gọi là buông luôn. Có nhiều người nói thôi giờ cuộc đời tôi nó không còn gì hết á, nhà cửa tôi tan nát hết rồi, hạnh phúc tôi đổ vỡ hết rồi. Thì bây giờ mình thả trôi cuộc đời mình trong cái buông lung. Buông lung gọi là phóng dật. Ở trong cái thời công phu chiều quý vị tụng á, phải có cái câu đó: đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường thậm vật phóng dật. Nhớ nghĩ vô thường gọi là đản niệm vô thường. Thậm vật là gì? Cẩn thận, cẩn thận. Thậm vật phóng dật là cẩn thận, chớ buông lung. Hồi đó mỗi lần mà đi vô an cư, mình đi đến một vị hòa thượng, mình lại xuống mình nói: bạch hòa thượng, hôm nay là chúng tăng an cư, con cũng xin nương tựa vào ngôi chùa này để an cư. Hòa thượng nói: y vị nào làm luật sư? Nói: dạ y hòa thượng gì đó hen. Cẩn thận chớ buông lung. Dạ con xin nghe. Tức là hòa thượng dặn trong thời gian an cư cẩn thận chớ buông lung. Cho nên nhiều khi người ta hồi xưa các ngài kỹ, ví dụ người ta ngủ, người ta cũng không dám ngủ hết giường nữa. Hoặc là một đêm người ta phải thức mấy lần, người ta sợ người ta bị đắm chìm trong cái mê ngủ. Rồi mình tập riết cái mình cũng quen. Bây giờ Pháp Hòa giường lớn giường nhỏ vậy không biết, là Pháp Hòa cũng ngủ từ ở cái cạnh giường đầu này nằm vô tới hết người mình thôi. Bây giờ quý vị có để đầy đồ trên giường đó mà cho hoàng khoảng đó, mà cũng nằm yên bất động vậy. Nó quen rồi. Có nhiều bữa Pháp Hòa lục sách lục vở và để đầy giường vậy, tới hồi tối mệt quá lười á, gấp 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 là để nửa giường vậy, nằm nửa, nằm từ góc này vô vậy đó. Pháp Hòa ngủ bằng tấm ngồi thiền nè, tối là đem ba tấm ra trải vậy, nằm lên đó sáng cũng nguyên vậy. Không phải là mình nói mình hay, mình tập. Mình tập để mình tập ngủ mà đừng có lăn á. Thấy không? Mà tập có nhiều người ngủ là lăn lộn rồi đó, đó là một hình thức phóng dật của cái ngủ, buông lung của cái ngủ. Cho quý vị biết không, tại sao trong chùa mình mỗi lần mình ăn cơm á, mình nâng cái bát cơm lên. Nâng bát cơm lên mình ăn á, trong khi mình đưa cái muỗng cơm vô miệng rồi là cái muỗng này mình cầm mình phải tém cơm lại. Tém cái chén cho gọn lại chứ không có để cái chén nó lung tung trong đó. Tại sao biết không? Không để cái pha lung tung buông lung ngay cả trong bữa ăn. Trong khi miệng nhai cơm thì cái muỗng cơm của mình cầm mình tém cái chén cơm cho nó gọn. Quý vị để ý, thí dụ lên mâm cơm gấp thức ăn vậy, ăn gấp được hai ba miếng là họ lấy rồi đũa và tém tém cái dĩa nó lại. Thí dụ bây giờ mình chồng hai ba miếng tàu hũ thì người rút miếng thì nó phải có cái chỗ hở. Không lẽ mình để nó hở cái dĩa vậy sao? Thì mình phải kéo miếng tàu hũ này xuống xuống để cho nó đều đặn cái dĩa ăn lại. Nên quý vị lên ăn cơm, quý vị ngồi để ý là quý vị sẽ thấy qua làm như vậy.
Rồi ví dụ như ăn cơm rồi mà ai hỏi cái gì mình á, là đang nhai cơm là không có trả lời, phải nuốt cho xong miếng cơm rồi mới trả lời. Mà lỡ mà cần trả lời mà mình biết mà sợ thức ăn của mình chưa có sạch thì mình lấy cái tay mình che lại, ví dụ vậy đó. Thì tất cả những cái hình thức đó đều là một cái ý nghĩa là giúp cho chúng ta sống mà lúc nào cũng cẩn thận, không buông luôn. Hôm rồi có một vị mang cái chén chè lên cúng mà cái nắp bát với cái chén đó nó không có đúng một bộ với nhau, mà cũng miễn cưỡng để nó rà vậy nè. Chiều lại có người bưng xuống làm cái bóp liền. Nào, chứ mình làm mà mình không có để ý. Cái chén đó nó không phải cái nắp đó mà mình miễn cưỡng nó lên, nó đâu có vừa. Thì nó nằm nó cứ rà vậy. Rồi làm xong cái bàn thờ hương đăng á, là cái lư hương nó không ngay. Mà nhắc bao nhiêu lần, nhắc tới nhắc lui mà hãy mỗi lần thấy là phải nhắc. Rồi hoặc là mình đứng dậy mình tụng kinh xong, trước khi mình rời chánh điện sửa chỉnh cái gối lại. Ở đây là mình ngồi cái gối này là đỡ á. Ở có những nơi người ta dồn cái gối nó bằng cát, bằng mặt cưa đó. Khi mình ngồi lâu rồi mình đứng dậy á, là nó có cái lỗ thủng của cái bàn tọa mình. Thường những trường hợp như vậy đó, khi mình đứng lên là vừa đứng lên là hai cái tay của mình vỗ lại cái gối liền. Vỗ cái gối để cho cái gối nó trở lại bình thường mà không để cho người ta thấy cái dấu của cái bàn tọa trên cái gối. Mình phải để tâm đến mức như vậy. Đứng dậy mà hai cái gối ta nhìn xuống ta thấy cái bàn tọa mình in nguyên trên đó. Cho nên hãy đi chỗ nào mà ngồi bằng cái gối đó mà đứng vừa nhóm nhóm người dậy là hai cái tay Pháp Hòa đưa ra phía sau và đánh cái gối đó lại liền, để cho nó cái gối nó trở ở cái trạng thái bình thường, nó mất đi cái dấu mình ngồi nãy giờ. Ngay cả khi mà mình đi tự phòng, mình đi ra nhà vệ sinh cũng vậy. Mình lấy quần, lấy áo, mình đi tắm cũng phải cẩn thận. Tắm xong rồi quần áo dơ xếp cho kỹ, gói cho kỹ trước khi mang ra khỏi nhà vệ sinh. Nhất là vớ của mình hay đồ nhỏ của mình. Vì sao? Vì một cái nơi công cộng thì không phải chỉ có một giới, nó cả có giới nam giới nữ. Mình không thận nữa, cái đó nó kỳ lắm. Cho nên ở đây mới nói cái chữ phóng dật. Pháp Hòa nhắc nhiều khi cái vai của mình nè, ai mà đi xuất gia giao duyên là cái vai này đã từng để tấm y lên đây rồi. Các vị nào mà đã đi xuất gia thì cả đời của mình là cái vai của mình để tấm y lên đây để mình đắp nè. Là từ giây phút đó về sau là không bao giờ để cái quần, cái áo, nhất là cái quần để ở trên cái vai của mình. Thường mình có thói quen đi tắm hay rút đồ ra cái dắt dài đi vô nhà vệ sinh đó, đi tắm đó. Thì phải hễ mỗi lần mà mình định ý làm vậy thì nhớ trực lại liền, cái vai này là để đắp y, để y chứ không phải còn để cái đó nữa. Như là trưa này lên đây là có bà thấy cái ly để vậy nè. Biết rằng mình để vậy là để mình cho cái ly nó ấm, nhưng mà không phải.
Nếu muốn để cái ly nóng thì phải có cái nắp, còn không thì không thể để trên chánh điện. Cái bàn giảng của một vị thầy, như thầy trong nhà thì không nói, nhưng mà lỡ cái thầy khách, một mình thỉnh một vị giảng sư, một pháp sư lên đây giảng mà mình để ly nước dày cho giảng sư uống rồi, coi gì được. Quý vị có hiểu mà nói không? Đây là quà nhắc đó, để mai mốt mình làm cho nó đúng. Mình trong nhà không làm sao, thông cảm, nhưng mà pháp hòa thấy không đúng là hòa nói. Nếu mình muốn có một cái ly có cái nắp cho thầy, vị thầy đó, thì mình phải có cái ly nó đủ một bộ, chứ còn không thể lấy cái dĩa mà để lên như vậy được. Là hồi trưa này pháp hòa lên, pháp hòa ngồi xuống và thấy nó nằm vậy nè, cho nên pháp hòa vừa ngồi xuống xong thì pháp hòa mới lấy cái dĩa để xuống và để cái ly để lên. Mình như vậy đó, mình thực tập như vậy, tâm ý của mình lúc nào cũng chuyên chú từng cái chuyện như vậy. Mà quý vị, mình thấy mình sống được như vậy rồi, mình thấy cái ngày sống, ngày tu của mình đó, nó có an lạc và nó có cái chánh niệm. Ví dụ lỡ một thầy giảng sư, một vị hòa thượng lên ngồi giảng, mà mình đem ly nước ra cho hòa thượng vậy thì kỳ quá, phải không? Cho nên pháp hòa nhắc, học hoài học đâu có hết. Thôi mình nghỉ hết giờ rồi.